hai mẹ con đang chở nhau trên đường Su Van vui vẻ gọi điện báo cho bố khi xe chạy trong đường hầm. Mẹ bảo con có biết nếu nín thở từ đầu tới cuối đường hầm này thì điều ước sẽ thành hiện thực không? Su Van vui vẻ bảo nếu thật như vậy con sẽ thử. Nhưng hai mẹ con không để ý phía trên đường hầm đã nứt hết. Bất ngờ đất đá rơi xuống gây ra tai nạn hàng loạt cho các xe đang chạy trong hầm. Lúc này bố Su Van đang ngồi thì có điện thoại báo vào phòng phẫu thuật. Bên này gia đình Jong Ju bốn người đang ăn cơm rất hạnh phúc. Bố Jong Ju nhận được điện thoại báo có tai nạn, anh vội đi còn hẹn với vợ sẽ về liền. Khi xe cứu hộ đến nơi mọi người xông vào trong giải cứu cho nạn nhân. Bố Jong Ju nhìn lên thấy tầng hầm phía trên chuẩn bị sập, anh gọi mọi người nhanh chóng sơ tán ra khỏi đây. Bỗng nhìn thấy cô bé bị thương ở đôi mắt đang gọi mẹ, hai người lính cứu hộ chạy tới hỏi cháu có sao không. Cô bé xin chú hãy cứu mẹ cháu, thế là bố Jong Ju nhờ đồng nghiệp đưa cô bé ra còn mình sẽ ở lại cứu mẹ cô bé. Khi mẹ cô bé được cứu đưa ra khỏi xe, anh đang dìu mẹ cô bé ra thì bất ngờ chiếc xe nổ tung làm hai người văng ra xa, đất đá trên hầm sập xuống vùi chôn hai người trong đó. Lúc này bố Su Van vừa hoàn thành xong ca mổ đi ra thì nhận điện thoại báo vợ đã không còn trên đời. Bên này mẹ Jong Ju cũng nhận cuộc gọi báo chồng đã hy sinh trong lúc cứu người. Ngày đám tang bố diễn ra, Jong Ju mang di ảnh bố cùng mẹ và em gái đi giữa hai bên hàng đồng nghiệp của bố đưa tay chào đồng đội lần cuối. Jong Ju và mẹ nghẹn ngào khóc còn em gái ngây thơ nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó Jong Ju đứng trước tủ đồ của bố. Đồng đội bố đeo vào cho Jong Ju sợi dây bố để lại, cậu cầm chiếc còi trên tay mà đau đớn. Thời gian sau Jong Ju làm thêm công việc giao cháo cho từng nhà vào lúc sáng sớm. Khi đến nhà Su Van lúc nào cậu cũng nhìn thấy cô gái đứng ở sân thượng nói về những ngôi sao trên trời. Đến nỗi cậu đã thuộc lúc nào không hay và thường đứng đọc cùng cô gái. Đến khi cô quên một đoạn cậu chỉ nhìn cô cười rồi nhanh chóng đổi cháo ra về. Đến lớp học Jong Ju được thầy gọi lên khen thưởng vì thành tích giỏi nhất trường và đưa tờ giấy báo được xét tuyển thẳng vào trường y. Jong Ju cầm lên cười đem tờ giấy về chỗ ngồi. Thầy cho biết hôm nay chúng ta sẽ có chuyến đi thực tế đến đài khí tượng khi xe chở học sinh đến đài khí tượng. Jong Ju nhìn lên thấy cô gái thường gặp mỗi sáng nên cậu chạy lên. Khi định bước tới làm quen thì cô gái đi lại làm cậu bối rối ngồi xuống giả vờ lấy sách ra. Khi cô gái đi qua Jong Ju tự trách mình sao ngốc thế không chịu mở lời. Lúc này Su Van đứng trên sân khấu để nói về các ngôi sao có thể thấy được trong mùa đông. Cô điều khiển màn hình trước mặt là một bầu trời sao rất đẹp. Jong Ju ngồi không nhìn sao mà chỉ chăm chú nhìn cô cười. Nhưng trong lúc Su Van nói về các chòm sao, thì mọi người phát hiện ra những gì cô nói với màn hình đang hiện ra lại không khớp nhau. Thấy vậy Jong Ju lén đi lên nhắc nhở Su Van đổi màn hình. Bên ngoài bố Su Van lái xe đến, ông vào xem con gái trình bày về các ngôi sao. Su Van cho biết ngôi sao sáng nhất nằm trong chùm đại quyển trong bầu trời đêm đó là sao Thiên Lam, biệt danh của sao Thiên Lam là con sói cô độc. Kết thúc buổi trình bày về các chòm sao mọi người đi ra, Jong Ju đến nghĩ rằng cô sẽ cảm ơn mình, ai ngờ cô cười đi lướt qua anh rồi nhấn remote tắt màn hình. Trong nhà vệ sinh nam mọi người bàn tán về cô gái đó, Jong Ju nghĩ cô gái đó dễ thương vậy mà không biết nói lời cảm ơn. Cậu vừa đi vệ sinh xong chưa kịp kéo khóa quần thì thấy Su Van đi vào. Cô đứng trước gương tự nhũ làm tốt lắm Su Van rồi rửa tay đi ra ngoài. Jong Ju đứng hình một lúc thì nhìn xuống thấy quần chưa kéo cậu chỉ biết kêu trời xấu hổ. Về nhà mẹ đưa cho Jong Ju xem vé phẫu thuật của Hae Ju. Mẹ đã xem rồi chỉ cần đưa Hae Ju đi đúng lịch thôi, rồi hai mẹ con ôm nhau mừng rỡ. Sáng hôm sau hai mẹ con đã dậy múc cháo cho Jong Ju đem giao cho khách, còn Su Van ngồi trong phòng cứ nghĩ về những ngôi sao băng. Cô muốn ước một điều dưới sao băng đó là gặp được tình yêu định mệnh, thế là cô đứng lên lấy đồ ra ngoài. Ở đây Jong Ju cũng đến từng nhà giao cháo. Cậu thấy cô ôm kính viễn vọng ra ngoài nhưng cô đi lướt qua cậu như không nhìn thấy, Jong Ju thấy vậy nên đi theo. Ai ngờ có xe chở hàng bóp còi inh ỏi, Su Van chỉ đứng im hướng mắt về chiếc xe đang chạy tới. May mắn Jong Ju kéo cô vào ôm lại, Jong Ju hỏi cô không thấy xe đến hay sao. Su Van không nói gì ngồi xuống mò tìm kính viễn vọng, lúc này Jong Ju mới nhận ra cô ấy không thấy đường. Su Van ngồi khóc mà miệng lầm bầm con xin lỗi mẹ, sau đó cô quay trở về lại nhà, Jong Ju ôm kính viễn vọng đi theo đưa cho cô. Su Van lấy lại kính bảo tôi không cần cậu giúp đỡ, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ can thiệp chuyện của cô một thời gian. Bởi vì tôi và cô rất có duyên, cháo cô ăn mỗi sáng là mẹ tôi nấu và người giao nó cho cô là tôi. Này cậu học sinh người giúp tôi trong chuyến thực tế của trường Sejon là cậu à, sao cô lại biết được? Vì cái giọng dỡ tệ của cậu nên tôi nhớ, sau đó Jong Ju chạy tới lấy hủ cháo đưa cho Su Van, cô không nói gì quay đi vào nhà. Đến lớp học nhưng Jong Ju cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài, thế là bị thầy nhìn thấy nên ném viên phấn đến làm Jong Ju giật mình. Thầy bảo Jong Ju đứng lên đọc thơ trong sách cho các bạn nghe, tan học Jong Ju đến đài khí tượng tìm Su Van. Lúc này bên trong Su Van bị mọi người phát hiện cô bị mù, anh ta vơ tay trước mặt cô cho mọi người xem. Jong Ju tới xô hắn ra biết điều từ nay đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, cậu nắm tay cô kéo ra ngoài dù Su Van dùng dần không chịu đi. Ra ngoài Su Van hỏi cậu là cái gì hả, chỉ biết tôi vài lần không phải muốn làm gì thì làm đâu, cô không nhìn thấy thì sao là lỗi của cô hả? Tại sao cứ giả vờ như nhìn thấy để làm gì, cô không cảm thấy làm như thế là áp lực sao? Cậu thì biết cái gì hả, để làm như vậy tôi phải luyện tập 3 năm trời, đó là thứ duy nhất để tôi thấy mình còn hữu dụng trên trái đất này.
Su Van quay vào trong thì Dong Ju nắm tay lại, cô vung tay ra yêu cầu Dong Ju đừng tới gần tôi nữa. Dong Ju ra về suy nghĩ rất nhiều về những gì Su Van nói, thế là cậu lấy chiếc khăn tự bịt mắt mình đi ra đường. Dong Ju va phải cây cột làm chân đau điếng, khi qua đường Dong Ju lại va trúng một người làm cậu ngã nhào, lúc này đèn tín hiệu cũng đổi màu, xe chạy qua rất nhiều làm cậu rất sợ. Dong Ju lại tiếp tục đi vào trong chợ, nhưng không may lại làm cho chú chở hàng ngã sổng xoài. Dong Ju kéo khăn bịt mắt xuống xin lỗi hết lời, sau đó cậu nước mắt giàn giụa chạy đến gặp Su Van. Cậu nhìn xuống chân thấy dây giày cô bị bung ra, Dong Ju ân cần cột lại giày cho cô mà nước mắt tuôn trào. Su Van hỏi cậu đang khóc sao, tôi thật sự không biết nó khó như vậy, xin lỗi cô. Rồi gục đầu bên chân Su Van khóc ngất. Về nhà Su Van bảo thương hại vậy là đủ rồi, đó là thứ xa xỉ mà tôi nhận được đó, tôi không có thương hại ai hết. Rồi lấy điện thoại Su Van đang cầm lưu số điện thoại mình vào, số mình ở vị trí thứ 3, tên của mình là bắt Dong Ju. Su Van bỏ vào nhà không nói lời nào, và cứ thế mỗi ngày Dong Ju chở Su Van đi chơi bằng xe đạp. Cậu còn tập cho cô đạp xe, khi cậu bảo sẽ thả tay ra cho cô tự đạp, cậu sẽ chạy theo cô ở phía sau. Ai ngờ đạp một đoạn Su Van thả tay ra để cảm nhận mình đang bay, bỗng dưng tay lái loạng choạng, Dong Ju thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy cô. Su Van nằm trong lòng Dong Ju cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu lo lắng hỏi cô có sao không. Su Van sờ tay lên mặt Dong Ju để cảm nhận được khuôn mặt của cậu. Thì ra cậu xấu trai như vậy, Dong Ju đứng lên bảo có xấu trai gì đâu, các cô gái đứng xếp hàng tìm mình tại cậu không thấy thôi. Su Van cười đưa tay cho Dong Ju kéo cô đứng lên sát người cậu, cô lại sờ lên mặt Dong Ju còn nhắc nhở cậu nên cạo râu. Về nhà Dong Ju hỏi cậu không sống cùng ai à, vì mình sống một mình mà. Thế là Dong Ju về nhà năn nỉ mẹ nấu dùng cho cháo bí ngô, sau đó đến nhà Su Van hai người cùng ăn cháo cùng xem phim. Dong Ju kể cho Su Van nghe những cảnh trong phim, bỗng cậu nhìn thấy rất nhiều đĩa phim trên kệ nên đến xem. Lúc này Dong Ju nghĩ đến rạp chiếu phim, thế là cậu dắt cô đến rạp xem phim, cậu cứ ngồi đây xem phim đi, hết phim mình sẽ tới đón cậu. Dong Ju ra ngoài bán hàng cho những người vào xem phim, ai ngờ bỗng có chuông báo cháy reo lên, Dong Ju lo lắng chạy vào trong tìm Su Van. Mọi người bên trong chạy tán loạn ra ngoài, nhưng khi vào trong Dong Ju lại không thấy Su Van đâu hết. Ở đây Su Van loạng choạng mò đường đi, lúc này nước trên trần nhà phun ra dập tắt ngọn lửa, Su Van cũng ướt sũng. Cô chỉ biết khuỵu xuống sàn ngồi một góc sợ hãi. Dong Ju chạy tới nhìn thấy Su Van mà đau lòng xin lỗi cậu có sao không, sau đó cậu cõng Su Van về nhà gặp mẹ. Bà đưa Su Van vào trong tắm rửa thay đồ. Khi Su Van đi ra, em gái Dong Ju là He Ju cảm ơn Su Van vì đã gặp một người thấp kém như anh ấy, và xin Su Van hãy chăm sóc cho anh trai em. Em nói anh thấp kém hả, rồi hai anh em trêu đùa nhau. Sau đó mọi người cùng ngồi ăn cơm với nhau rất vui vẻ. Khi cả nhà cùng ngồi ăn trái cây, mẹ Dong Ju bảo con trai là người rất đẹp, còn phụ bà làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền. He Ju thì bảo tuy anh không xấu nhưng lại không bằng chị Su Van, nên anh may mắn khi chị ấy không thấy anh. Mẹ còn đồng ý với những gì He Ju nói, làm Dong Ju chỉ biết kêu trời, rồi cả gia đình trêu đùa nhau rất vui. Từ đó hai người luôn ở bên nhau cùng ngắm sao về đêm. Su Van cũng đến nhà Dong Ju tập làm bánh cùng gia đình. Đến tối khi hai người ngồi trò chuyện với nhau, Su Van bảo nếu cậu học trường xe do năm thứ 2 thì giờ cậu 18 tuổi. Còn tôi đã gần 20 tuổi rồi nên phải gọi bằng chị. Dong Ju bảo có ai gọi bạn gái là chị bao giờ đâu, rồi chòm tới hôn cô. Su Van đứng lên nói mình cũng muốn làm bạn gái cậu, rồi chòm tới đặt nụ hôn lên môi Dong Ju, làm cậu vui mừng la hét rằng giờ mình đã có bạn gái rồi. Hôm sau Su Van tặng Dong Ju máy ghi âm để ghi lại những gì mình thích cho đối phương nghe, và mỗi ngày cùng nhau trao đổi máy ghi âm. Dong Ju đến lớp học, thầy bảo em là niềm hy vọng của tôi đó, hãy chăm học nha. Ai dè thầy vừa đi lên ở đây, Dong Ju lấy hình ra xem sở thích Su Van là nhảy bu đin. Cuối ngày Dong Ju chở Su Van về nhà, thấy thời tiết lạnh Dong Ju còn trà tay làm ấm để đưa lên mặt sưởi ấm cho cô. Cậu bảo Su Van nên vào nhà kẻo bị cảm. Khi Dong Ju vừa ra về thì gặp Mi Su, cậu biết mai là ngày gì không? Là sinh nhật của Su Van, mấy năm rồi không làm sinh nhật. Tôi nói vì nghĩ rằng cô ấy muốn tổ chức cùng cậu rồi bỏ đi. Hôm sau bố Su Van về nhà, ông vào gặp con gái hỏi con định đi đâu vậy? Hôm nay con được mời đến nhà bạn. Bố vừa nhận cuộc gọi nói sẽ có người hiến tặng mắt con là người đầu tiên nên hãy chờ tin tốt đi. Thật sự con có thể thấy được sao bố? Con đã từng nghĩ không thấy cũng được vì đó là hình phạt. Nhưng mà bố à, giờ con rất muốn nhìn thấy một người. Ông bước tới ôm con gái vào lòng, bố sẽ giúp con tìm lại ánh sáng. Sau đó Su Van đến nhà Dong Ju tổ chức sinh nhật cùng mọi người. He Ju còn tặng cho Su Van kẹp tóc màu tím. Su Van hỏi còn quà mẹ đâu, bà tặng Su Van món quà rất to, đó là máy thu âm giọng, bà chia sẻ công thức nấu các món ăn. Su Van hỏi quà Dong Ju đâu nhưng cậu bảo không có. Bực bội, He Ju vét bánh lên mặt Dong Ju rồi bỏ vào trong. Lúc này Su Van nhận cuộc gọi của bố làm cô rất buồn. Su Van nói bên hiến tặng người ta đã đổi ý, rồi cô vào nhà vệ sinh buồn bã. Mẹ Dong Ju vào an ủi Su Van, con hãy cứ khóc đi, con rất muốn được nhìn thấy mẹ Dong Ju và cả He Ju. Su Van à, dù con không nhìn thấy được nhưng con rất xinh đẹp và bên cạnh con luôn có những người yêu thương con. Mẹ muốn cho con đôi mắt này, nếu được mẹ nhất định sẽ làm. Rồi bà ôm Su Van vào lòng vỗ về. Ở bệnh viện, giám đốc Lee khuyên viện trưởng John can đảm lên, nhất định trong năm nay sẽ có người hiến tặng.
Còn Dong Ju chở Su Van đến một nơi, cô tò mò hỏi cậu chở mình đi đâu vậy, đi tặng quà sinh nhật cho cậu. Dong Ju đưa Su Van đến nơi chơi budin, cậu đưa tai nghe vào cho Su Van nghe những gì mình đã ghi âm về khung cảnh hai bên. Cô nghĩ đến khung cảnh mùa hè rất đẹp nơi hoa mọc dọc hai bên bờ sông, rồi Dong Ju dắt Su Van lên trên cao. Tuy cậu rất sợ hãi nhưng vì đó là điều Su Van thích nên cậu cũng cố gắng thực hiện cho cô. Cậu nắm tay Su Van rồi ôm cô cùng nhau nhảy xuống dưới. Ra về trời bỗng đổ mưa, Dong Ju cởi áo che cho cô rồi cùng nhau chạy đến lấy xe. Sau đó hai người đội mưa chạy về nhà, Dong Ju cởi sợi dây của bố để lại tặng cho Su Van. Đây là thứ rất quý giá đối với mình rồi bảo Su Van hãy thổi thử đi. Khi nào cậu cần mình thì hãy lấy nó ra thổi, mình sẽ có mặt. Su Van đưa tay sờ lên mặt Dong Ju và thế là hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào của mối tình đầu thơ dại. Dong Ju à, cậu hãy hứa từ bây giờ không được biến mất khi mình chưa cho phép nha. Dong Ju đặt tay lên đầu Su Van, mình hứa với cậu. Sáng hôm sau mẹ vào thấy Dong Ju đang nằm người sốt và đổ nhiều mồ hôi. Dong Ju ôm mẹ vào lòng chiều mến, bà bảo con trai dậy uống thuốc rồi hãy ngủ. Nhưng Dong Ju nói con phải đi giao cháo nữa. Con cứ nằm yên đó mà nghỉ đi rồi bà bỏ ra ngoài, bà thay con trai đi giao cháo mỗi sớm cho từng nhà. Đến nhà Su Van, bà cười nghĩ hôm nay có cháo bí ngô con thích đó. Su Van xinh đẹp, nhưng không may khi bà dắt xe qua đường lại bị tai nạn ngất đi. Xe cấp cứu đưa bà vào bệnh viện, Dong Ju lo lắng chạy tới bệnh viện nhìn thấy mẹ nằm đó mà chân như bước không nổi. Cậu hỏi bác sĩ mẹ tôi bị sao vậy, bà ấy bị tai nạn giao thông, người gây tai nạn đã bỏ trốn nên cậu hãy chờ tin của cảnh sát. Tuy giờ đang ổn định nhưng vẫn còn sốt huyết nghiêm trọng ở bên trong, nếu trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là phải phẫu thuật. Dong Ju ngồi bên cạnh mẹ mà cảm thấy thương mẹ vô cùng. Bà tỉnh lại nói với Dong Ju nếu như phẫu thuật mà mẹ không tỉnh lại được, mẹ chỉ yêu cầu con làm cho mẹ hai việc thôi. Đó là hãy chăm sóc cho He Ju, con biết là phải đưa He Ju đi Mỹ trị bệnh mà. Còn một điều nữa, đôi mắt của mẹ hãy tặng cho Su Van. Dong Ju chỉ biết nắm tay mẹ khóc ngất. Sau đó bác sĩ Choi vào đưa giấy hiến mắt cho viện trưởng John xem. Ông hỏi tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi, mạch đã ổn định nhưng nội xuất huyết rất nghiêm trọng. Không biết có xuất huyết não hay không, nếu chuyển biến đột ngột sẽ không có gì lạ đâu. Ông yêu cầu bác sĩ Choi hãy mau phẫu thuật để cứu bệnh nhân trước. Ông nhìn qua hình gia đình ba người, rồi nhớ lại nỗi đau đớn khi con gái phải chịu cảnh mù lòa. Lúc này y tá vào báo phẫu thuật đã chuẩn bị xong, ở nhà Su Van ra ngoài lấy cháo. Ở đây ông bắt đầu tiến hành phẫu thuật cho mẹ Dong Ju. Su Van đang ăn cháo thì Mi Su chạy vào nói bệnh viện đã gọi đến, chắc là có tin tốt. Lúc này Su Van lấy điện thoại gọi cho Dong Ju mà không được. Thế là cô nhắn vào hộp thư thoại cho cậu. Bên này Dong Ju đang cầu nguyện cho ca phẫu thuật của mẹ được thành công, nhưng trong lúc phẫu thuật huyết áp bỗng tụt xuống. Nhưng may mắn cuối cùng bác sĩ ra báo cho Dong Ju biết ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Dong Ju vui mừng cúi đầu cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cậu hãy cảm ơn viện trưởng đi, nếu không có viện trưởng chắc đã không xong rồi. Dong Ju chạy tới cúi đầu cảm ơn viện trưởng. Ông ra lệnh cho bác sĩ Choi đưa bệnh nhân xuống tầng 1 rồi bỏ đi. Thấy Dong Ju thắc mắc, bác sĩ Choi bảo phòng hồi sức đã kín nên viện trưởng điều xuống đây. Vì bà ấy vẫn chưa ổn định nên phải lưu ý thêm. Dong Ju hỏi bao lâu mẹ cháu mới tỉnh, vì cháu gửi em qua hàng xóm rồi, chắc sẽ lâu đó nên cậu cứ đi đi. Dong Ju vui vẻ ra khỏi bệnh viện, nhưng lúc này có người lẻn vào phòng tiêm một loại thuốc. Ngay lập tức máy báo hiệu tình trạng bệnh nhân không ổn định, viện trưởng bên ngoài nghe thấy liền chạy vào nhấn nút báo cấp cứu. Ông nhìn lên máy báo tim đã ngừng đập, ông đang cố gắng thực hiện ấn ngực cho tim đập trở lại, thì nghĩ đến tờ giấy hiến tặng mắt nên đã chần chừ. Bên ngoài bác sĩ cũng cấp tốc chạy vào, Dong Ju đem đồ tới thấy bác sĩ và y tá chạy. Lúc này viện trưởng bắt đầu dùng máy khử dung nhưng vô ích, Dong Ju đứng nhìn mà như chết lặng. Viện trưởng John vẫn kiên trì mong cho tim đập trở lại dù bác sĩ Choi cố kéo ông ra. Dong Ju đến nắm tay ông bảo đừng làm cho mẹ cháu đau đớn hơn nữa, cậu nước mắt tuôn trào nhìn mẹ lần cuối. Bên ngoài viện trưởng thẩn thờ bước đi thì Dong Ju ra nắm tay ông cúi đầu cảm ơn, cả đời cháu sẽ không quên nỗ lực này của bác sĩ. Ông nhìn Dong Ju không nói gì bỏ đi về phòng rồi khuỵu xuống. Ngày đám tang mẹ diễn ra, Dong Ju mặc áo tang cho em gái. Còn ở đây Su Van cứ gọi cho Dong Ju hoài mà không được, đến khi mọi người ra về hết chỉ còn lại hai anh em. Chú cảnh sát Kim đến gọi Dong Ju nói do tai nạn lúc sáng sớm lại hẻo lánh nên không có nhân chứng, cuối cùng vẫn không thể bắt được kẻ khiến mẹ cháu như vậy sao. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ bắt hắn, 7 năm nay tôi ăn cháo của mẹ cậu mà. Su Van ngồi trong phòng lại gọi điện cho Dong Ju mà vẫn không được. Bỗng Mi Su chạy vào ôm Su Van vui mừng, cậu sắp được phẫu thuật rồi, họ gọi cậu đến bệnh viện kìa. Còn Dong Ju về nhà nhìn ở đâu cũng thấy bóng dáng mẹ. Cậu cầm chiếc áo ngực đã nhào nát của mẹ mà xót xa. Dong Ju khóc ngất gào thét gọi mẹ ơi con xin lỗi. Trong khi đó Su Van đã vào bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật mắt. Cô nhờ Mi Su lấy dùng điện thoại còn hỏi Dong Ju đã gọi chưa. Mi Su thắc mắc cậu ta làm gì mà không gọi điện chứ, rồi chúc cho Su Van phẫu thuật thành công. Khi Mi Su ra về, Su Van lại gọi điện cho Dong Ju. Lúc này Dong Ju nói chuyện điện với dì là sẽ đưa He Ju đi Mỹ. Cậu nhìn thấy đến 29 cuộc gọi nhỡ của Su Van. Cậu nghe trong hộp thư thoại Su Van nói sẽ đi đến bệnh viện phẫu thuật mắt nên đã chạy đến bệnh viện để tìm Su Van. Lúc này Su Van vừa được đưa vào phòng phẫu thuật, viện trưởng John nhìn thấy Dong Ju, ông nhận ra đó là người yêu của con gái mình và người hiến mắt lại là mẹ cậu ta.
Trong phòng bắt đầu tiến hành phẫu thuật mắt cho Suvan, kết thúc phẫu thuật viện trưởng ngồi bên cạnh nắm tay con gái. Ông đi tới cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài, còn Dong-ju cũng tìm được đến phòng Suvan. Cậu ngồi bên Suvan nói mình phải đi đến một nơi rất xa và cũng đi rất lâu nữa. Mình xin lỗi vì đã không nói sớm với cậu, nhưng điều mình thấy có lỗi là khi cậu mở mắt không có mình bên cạnh. Dong-ju nắm tay Suvan khóc nói cậu hãy chờ mình trở về nhé. Khi bố Suvan đi vào thấy lá thư Dong-ju để lại, ông đã cầm nó. Ở đây Dong-ju cùng em gái lên đường sang Mỹ trị bệnh. Viện trưởng thì đem lá thư và điện thoại Suvan cất đi. Khi Suvan tỉnh lại, cô ra ban công cố gắng thổi kèn nhưng vẫn không thấy Dong-ju đâu. Thấm thoát cũng 12 năm trôi qua, Dong-ju trở về Hàn Quốc. Anh đạp xe đến nhà Suvan. Dong-ju đứng nhìn vào ngôi nhà nói anh về rồi đây. Còn Suvan thì làm việc ở bên trong đội cứu hộ, vừa có lệnh cả đội liền lên xe chạy đi. Nhưng khi đến nơi lại không thấy gì hết, hắn ta còn trách đội cứu hộ đến quá chậm trễ. Tôi gọi chỉ để xem tốc độ cứu hộ của các anh như thế nào thôi. Tức giận, anh lính nhào tới đánh hắn nhưng bị ngăn lại. Thế là cả đội quay ra xe. Còn Suvan tới ngồi ăn rồi lấy bia đổ lên người hắn. Hắn tức giận đứng lên thì Suvan vật hắn ngã chải bãi xuống đất. Anh nên biết con gái mặt đồng phục rất nguy hiểm đó, rồi còn đưa hai tay lên nhún nhảy. Trong khi đó Dong-ju đứng trước phòng cấp cứu thì xe cấp cứu đưa bệnh nhân chạy tới. Thấy cậu bé đứng khóc nhìn mẹ bị người ta đẩy đi, Dong-ju đến cho cậu bé túi kẹo vỗ về an ủi rồi đi vào trong phòng cấp cứu. Anh đứng nhìn các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân, sau đó anh đề nghị nên cho bệnh nhân CT, thế là bị bác sĩ và y tá kéo ra ngoài. Ai ngờ lại gặp bác sĩ Jun vui mừng khi gặp Dong-ju. Sao cậu lại ở phòng cấp cứu vậy, bộ có bệnh nhân cấp cứu sao? Dạ phải, nếu chú đồng ý hãy tiêm cho cô ấy OB trước. Cậu còn làm gì nữa không, ngay trưởng khoa mới hay sao? Cuối cùng kết quả CT cho thấy là mỡ tràn màn tim. Bên này Suvan bị đưa về đồn cảnh sát vì tội đánh người. Misu mệt mỏi vì ngày tối Suvan cứ bị đưa vào đồn về tội đánh người. Đó là cái tội hắn dám báo động giả. Nếu cậu muốn bắt tớ vào tù thì giờ tớ sẽ vô trong này nghỉ bù, rồi đi vào trong song sắt nằm ngủ. Ở đây Dong-ju đang bước vào ca phẫu thuật trong ngày đầu đi làm. Bên ngoài nhiều bác sĩ cũng đang theo dõi ca phẫu thuật qua màn hình. Khi ca phẫu thuật thành công, bên ngoài bác sĩ vỗ tay khen ngợi Dong-ju. Ra ngoài Dong-ju gặp cậu bé nói mẹ cháu khỏe rồi. Nói đến Suvan, đội trưởng yêu cầu cô giám sát Teddy, nhân viên cứu hộ mới. Còn tại bệnh viện, mọi người đang nói về Dong-ju với viện trưởng. Khi Dong-ju đi vào, ông đưa tay ra thì đứng hình khi nhìn thấy anh. Dong-ju vui vẻ bắt tay viện trưởng, rất vui được gặp chú. Còn tôi là giám đốc Lee Jong-chi. Tôi là bác sĩ khoa thần kinh Kang Ki-un. Viện trưởng lên sân thượng đứng suy tư thì Dong-ju lên gọi bố. Ông hỏi tại sao con lại không nói với bố mà quay về đây. Con hãy mau quay lại đó đi. Con đã rời Hàn Quốc 12 năm rồi. Haeju bây giờ đã rất ổn, đây là cơ hội để con giúp bố. Và bố cũng đừng để cho ai biết quan hệ của chúng ta, vì con không muốn người ta bàn tán giải thích, đau đầu lắm. Sau này con sẽ ở cạnh để chăm sóc cho bố. Rồi chào ông quay đi. Ông nhớ lại lúc lấy thư Dong-ju để lại cho Suvan có ghi địa chỉ. Ông được biết Dong-ju đậu trường y danh tiếng bên Mỹ nhưng không có học bổng. Ông nghĩ đến cái ngày tội lỗi khi làm mẹ Dong-ju qua đời. Thế là ông quyết định đến Mỹ lén nhìn Dong-ju từ xa. Khi ông quay đi thì Dong-ju gọi bác sĩ. Nhìn thấy ông, anh vui mừng ôm chầm lấy. Bác sĩ xúc động làm rơi bình rượu trên tay. Kể từ đó ông nhận Dong-ju làm con và nuôi ăn học thành tài. Ở đây Dong-ju đem hoa đến thăm mộ mẹ. Mẹ có thấy tự hào về con không? Còn Suvan vẫn tốt phải không? Mẹ con có thể gặp lại cô ấy không? Suvan ở nhà mở máy ghi âm mẹ Dong-ju tặng lên nghe để nấu ăn. Viện trưởng đi ra nghe giọng nói trong máy mà giật mình. Suvan rơi lệ tự hỏi sao mình lại làm việc này. Giọng cô Su Hoa nghe thật hay. Trong lúc ăn cơm, bố khuyên Suvan đừng làm công việc nguy hiểm đó nữa. Bố đừng cố thuyết phục con nữa mà hãy ủng hộ con mới đúng chứ. Còn Dong-ju dắt xe đạp đến viện bảo tàng Thiên Văn tìm Suvan. Nhưng lại không có cô ở đây, Dong-ju đành dắt xe ra về. Ở đây đội trưởng đem bánh bí đỏ ra mời mọi người ăn. Lúc này có chuông báo nên mọi người chạy đi. Dong-ju đang dắt xe qua đường thì nghe đội trưởng gọi Suvan. Anh quay lại đứng nhìn cô gái đang tận tụy cứu người trước mặt, cho đến khi cô đưa nạn nhân lên xe cấp cứu rời đi. Dong-ju đứng nhìn Suvan rửa xe cấp cứu 119. Anh nhớ lại lúc hai người bên nhau, Suvan hỏi anh muốn làm nghề gì. Đương nhiên là nhân viên 119. Em cũng thích trở thành lính cứu hộ, nhưng anh phải hứa là không được để mình bị thương và cũng không được chết, kể cả khi về hưu. Dong-ju đang cười thì thấy có cậu bé đến ôm chân Suvan cùng người đàn ông. Dong-ju buồn bã vì hiểu lầm cô đã lập gia đình. Nhưng khi hai bố con họ đi qua trò chuyện với nhau, anh mới biết họ không phải là một gia đình nên cười rất tươi. Thế là Dong-ju bước tới gặp Suvan hỏi đường đến Đài Thiên Văn. Suvan vui vẻ chỉ đường cho Dong-ju còn hỏi đây là lần đầu anh đến đây hả? Bỗng có tiếng chuông báo nên Suvan vội chạy đi. Về nhà Dong-ju nhìn máy thu âm nghĩ đồ ngốc, em không nhận ra anh hả? Hôm sau ở bệnh viện, Dong-ju rất vui vẻ làm mọi người trong phòng cấp cứu ai cũng ngạc nhiên. Ra ngoài mọi người nói hôm nay anh giống như một người khác vậy. Thế là Ki-un uống cà phê cùng Dong-ju, thấy Dong-ju cứ cười hoài, Ki-un hỏi anh đã tìm thấy cô ấy đúng không? Tôi đang chờ anh giới thiệu đó, tôi cũng có một người muốn giới thiệu với anh. Rồi hai người vui vẻ cũng ly chúc mừng. Trong khi đó Suvan đang có một ca cấp cứu, trên đường đưa anh ta đến bệnh viện nhưng anh ta la hét tung ra. Khi đến nơi Suvan đã bị anh ta dùng dao khống chế.
Lúc này Dong Ju vừa mặc đồ vest để đến gặp Su Van, thì bác sĩ chạy tới bảo nhân viên 119 đang bị tên điên nào đó khống chế trong phòng cấp cứu. Vậy ai đã đưa anh ta đến đây? Là đội của phòng cứu hộ Su Van. Dong Ju nghe vậy liền chạy đi. Ở đây hắn ta khống chế Su Van bắt cô khâu vết thương cho hắn. Dong Ju đến nói với Su Van khi tắt đèn thì chạy ngay. Lúc này cảnh sát cũng tới nơi, bác sĩ Kang chạy tới xong vào nhưng bị mọi người ngăn lại. Dong Ju chạy núp ở góc bàn nhắn tin ra hiệu cho bác sĩ Kim tắt đèn. Khi đèn vụt tắt, Su Van xô hắn chạy đi, đồng thời Dong Ju cũng chạy ra đỡ lấy cô. Bác sĩ Kang cũng chạy tới khống chế tên cướp. Khi đèn bật sáng, Su Van nằm trên người Dong Ju, cái cảm giác quen thuộc hiện về. Nhưng cô không nhận ra người trước mặt mình là ai mà chạy tới ôm chầm lấy bác sĩ Kang. Dong Ju đứng nhìn mà chết lặng. Sau đó cô dìu Ki-un ra ngoài thì viện trưởng chạy tới. Cô nói con không sao nhưng anh Ki-un bị thương là vì con. Bỗng có người gọi Su Van vào trong vì cảnh sát muốn nói chuyện với cô. Thế là Su Van chạy đi gặp cảnh sát, còn Dong Ju đứng nhìn ra mới biết viện trưởng chính là bố Su Van. Anh ngồi lặng lẽ một mình nhớ lại lời bác sĩ Kang nói. Cảm ơn cậu vì đã cứu Su Van của tôi, rồi anh gục đầu buồn bã. Bỗng Su Van đến hỏi anh có sao không. Dong Ju nhìn thấy vòng cổ cô đeo, anh đưa tay định sờ vào nó thì cô đứng lên. Dong Ju nắm tay cô kéo vào trong, anh thoa thuốc rồi băng lại vết thương cho Su Van. Cô cảm ơn anh vì tất cả và hứa sẽ không tái diễn rắc rối như vậy nữa đâu. Dong Ju nói vậy hãy nhớ giữ lời rồi bỏ ra ngoài. Su Van cảm thấy khó chịu với cái anh bác sĩ này rồi bỏ đi. Trên xe cấp cứu trở về, Su Van nhớ đến Dong Ju và người bác sĩ vừa rồi có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng cô tự nhủ với mình rằng không phải anh ấy đâu, mày điên hả? Ở đây Dong Ju nhìn vào gương nhớ đến lời viện trưởng nói điều ước cuối cùng của ông là xây dựng tổ ấm cho con gái. Dong Ju liền hỏi cô ấy có đối tượng kết hôn chưa? Có một người bác sĩ ở khoa thần kinh theo đuổi nó lâu rồi. Này bắt Dong Ju, bây giờ cậu sẽ là Dai Lơn bắt là con trai của ta. Nhưng mà chị gái có thích không? Chắc chắn là sẽ thích mà. Hôm sau mọi người ở phòng cứu hỏa bàn tán về người bị thương ngày hôm qua chính là hôn phu của Su Van. Còn ở bệnh viện, giám đốc Lee cảm ơn Dong Ju vì hôm qua đã cứu Su Van và con trai tôi bác sĩ Kang. Bà bảo viện trưởng nên khuyên con gái đừng làm công việc nguy hiểm đó nữa. Tôi đã khuyên rồi nhưng Su Van cứng đầu lắm, hay là Ki-un khuyên đi. Trong khi đó đội cứu hỏa đang cố gắng cứu một người muốn nhảy từ trên xuống. Đội trưởng yêu cầu Su Van hãy lên đó khuyên anh ta. Thế là Su Van được đưa lên nói chuyện với anh ta. Chú ơi nên dừng lại rồi xuống đi. Nhưng ông ta không chịu, thế là Su Van bảo cháu sẽ tôn trọng quyền định của chú, rồi gọi bộ đàm đưa xuống mặc cho ông chú có gọi Su Van còn vẫy tay chào. Bất ngờ cô nhìn thấy có cụ bà đang bất tỉnh trong nhà nên gọi bộ đàm yêu cầu lên cứu. Trong lúc xe chở bà lão đến bệnh viện, Su Van đã gọi cho Ki-un trước. Khi bà được đưa vào phòng cấp cứu, Su Van nói tình trạng bệnh nhân cho Dong Ju, nhưng khi Ki-un đến, Su Van liền chạy tới nói tình trạng bà lão cho Ki-un. Mọi người thắc mắc hình như cô ấy đã gọi trước rồi, ai có thể ngăn con gái của viện trưởng và con trai của giám đốc được. Bác sĩ Kang đến yêu cầu chuyển bệnh nhân lên lầu, sau đó Su Van đến nhờ Dong Ju ký dùng, nhưng anh từ chối vì mỗi nơi có quy tắc riêng. Việc chọn lựa bác sĩ phụ trách không phải là nhiệm vụ của đội cứu hộ mà là của phòng cấp cứu, do tôi thấy bà ấy đang nguy kịch. Cô nói vậy nghĩa là sau này cô vẫn làm như vậy à? Rồi anh ra lệnh cho bác sĩ Kim kể từ bây giờ sẽ không tiếp nhận bệnh nhân của phòng cứu hộ nữa. Nếu gì cảm xúc cá nhân mà làm như vậy thật sự không thể chấp nhận được. Cô không suy nghĩ vì sự phán đoán ích kỷ của cô có thể bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm sao? Phải điều trị như thế nào là sự phán đoán của bác sĩ? Cô đã vượt qua phận sự của mình. Khi Dong Ju ra ngoài thì gặp cậu bé cho anh gói bánh. Dong Ju vui vẻ xé ra ăn rồi cảm ơn cậu bé. Sau đó anh ra sân, Su Van cũng đi theo. Cô cúi đầu xin lỗi Dong Ju và hứa chuyện này sẽ không tái diễn. Được rồi, tôi sẽ tiếp nhận bệnh nhân bên cô được chưa? Tôi còn muốn hỏi có phải chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi không? Gặp rồi, tôi từng hỏi cô đường đi. Thế là Su Van xin lỗi vì đã làm phiền rồi bỏ đi. Sau đó Dong Ju đứng nhìn ba người họ đi với nhau, anh nhớ lại khoảng thời gian ở bên Mỹ cùng viện trưởng, khi ông say khướt vì vui mừng anh đạt thành tích tốt. Dong Ju đã cõng ông về nhà và thầm hứa với lòng sẽ là người con ngoan của ông. Hôm sau hai người hẹn nhau cùng đi câu cá. Ông hỏi Dong Ju vì sao lại trở về vùng nông thôn này, bởi vì vùng nông thôn cần một bác sĩ. Sau đó ông đưa Dong Ju về đến nhà. Ông đến mở cửa vào còn Dong Ju lấy xe đạp dắt đi. Ai ngờ Su Van đi ra gọi bố, làm ông lo lắng nhìn xung quanh. Bên ngoài Dong Ju nghe Su Van gọi bố nên cũng dừng lại. Cô hỏi bố đi với ai mà lo lắng vậy. Ông cười bảo đó là người tình bí mật. Khi hai bố con vào nhà mà Su Van cứ hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Ông hỏi con bị sao vậy, con nghe hình như có ai đó đang gọi tên con. Bên này Dong Ju một mình chơi bóng thì bác sĩ Kang đến. Thế là hai người cùng nhau chơi bóng đến khi mệt rồi nằm thở. Bác sĩ Kang yêu cầu chúng ta hãy làm bạn đi bởi vì tôi rất thích anh. Rồi bác sĩ Kang kéo Dong Ju đứng lên, anh còn đưa Dong Ju về nhà uống rượu. Đến nơi bác sĩ Kang đưa chìa khóa cho Dong Ju vào nhà trước, còn anh đi mua thêm bia. Nhưng khi Dong Ju mở cửa vào nhà thì nghe tiếng Su Van nói vọng ra, anh buồn bã nhìn xuống thấy đôi giày Su Van đặt ở ngoài. Khi Su Van đi ra gọi Ki-un lại không thấy ai hết, ở đây Dong Ju lang thang ra về. Anh ngồi uống bia nhớ lại những cử chỉ yêu thương của hai người họ dành cho nhau, Dong Ju cảm thấy nhói đau trong lòng.
Sáng hôm sau, Ki-un vào phòng gọi Dong-ju dậy. Cậu không thích ở nhà hay sao mà ngủ ở bệnh viện không vậy? Vì ở đây tôi thấy thoải mái hơn. Rồi Ki-un chở Dong-ju đi cùng đến buổi họp mặt. Ki-un thắc mắc vì sao hôm qua cậu lại bỏ về. Do mình nghĩ là cậu có khách, cô ấy là người nhà của mình, chúng mình sẽ sớm kết hôn thôi. Rồi đưa súp cá do Su-van đem tới cho Dong-ju uống. Anh nói cô ấy nấu ăn ngon kinh khủng. Dong-ju rót nước súp ra uống, cảm nhận món súp này giống như hương vị của mẹ nấu. Khi xe hai người đang đi trên đường thì thấy có tai nạn nên phải dừng xe. Đội cứu hộ 119 đã có mặt để giải cứu. Dong-ju và Hee-un cũng đứng nhìn vào. Lúc này đội trưởng phát hiện có khí ga nguy cơ cháy nổ rất cao nên yêu cầu cả đội di chuyển. Nhưng Su-van không chịu ra vì còn một người bị thương kẹt trong xe. Lúc này Dong-ju và Hee-un cũng chạy tới xem thử. Su-van nhờ Hee-un giúp cứu nạn nhân ra vì cô ấy vẫn còn sống. Hee-un vào kiểm tra nói không còn hy vọng nên khuyên Su-van đi ra. Dong-ju đứng nhìn một lúc, anh chòm vào trong bế ra một đứa trẻ, rồi đưa đội cứu hộ bế đứa bé chạy ra ngoài. Bỗng có một tiếng nổ rất lớn. Mọi người yêu cầu Su-van hãy tỉnh táo lại mà ra khỏi đây, nhưng cô nhất định phải cứu cho bằng được người mẹ ra ngoài. Dong-ju thấy vậy nên xin cho thêm chút thời gian. Khi cứu được người mẹ đưa lên xe cấp cứu về bệnh viện. Trên đường đi bỗng tim bệnh nhân ngừng đập, Dong-ju bảo Su-van chuẩn bị máy sống điện nhanh lên. Anh cố ép ngực cho tim bệnh nhân hoạt động, nhưng tất cả đều thất bại, nạn nhân đã ra đi. Su-van đau lòng rơi nước mắt. Khi xe về tới bệnh viện, mọi người bàn hoàng khi thấy nạn nhân đã không qua khỏi. Su-van thẫn thờ bước xuống xe bỏ đi mà lòng đau như cắt. Dong-ju thấy vậy định bước tới an ủi cô thì Hee-un đã tới. Anh ôm cô vào lòng an ủi trước mặt Dong-ju. Thế là anh đành quay đi mà nghĩ đã qua 12 năm cô ấy ở trong vòng tay người khác. Tôi đã luôn nghĩ nó dành cho mình. Su-van về lại đơn vị lau chùi xe mà gục đầu khóc. Đến tối cô tới bảo tàng thiên văn treo lên cây tấm thiệp. Bất ngờ cô nhìn thấy một tấm thiệp treo trên đó ghi bắt Dong-ju. Su-van liền chạy đi tìm khắp khu bảo tàng. Khi vào bên trong cô thấy một người đang ngồi trên hàng ghế, nghĩ là Dong-ju sao. Su-van chậm rãi bước tới thì phát hiện ra là anh bác sĩ. Tại sao anh lại ở đây, anh có thấy người nào khác tới đây không? Tôi đang tìm một nơi yên tĩnh để chợp mắt. Mà nhân viên cứu hộ sao lại đến đây? Su-van nhìn chai rượu anh để lại trên ghế nên rủ anh cùng uống rượu. Hai người đứng bên kính viễn vọng uống rượu. Su-van hỏi anh thích ngắm sao phải không? Trong mùa này không có nhiều người đến đài khí tượng. Tôi rất thích ngắm những vì sao nhưng không dám ngắm nó mỗi ngày vì trái tim tôi đau lắm. Cô thích tới như vậy thì sao trái tim lại đau? Vì tôi vẫn luôn nhớ tới người mà tôi muốn nhìn thấy. Su-van rơi nước mắt nói tôi có hai người mẹ, một người đem tôi đến thế giới này, còn một người dạy cho tôi mọi thứ trên đời. Hai người mẹ chính là hai vì sao sáng nhất. Thấy Su-van cứ uống rượu, Dong-ju đến lấy ly rượu hỏi sao cô lại như thế này. Vì tôi muốn cho một người thấy, một người mà tôi căm ghét, người mà tôi nhớ ra giết. Vậy người đó bây giờ ở đâu? Tôi không biết anh ấy ở đâu và đã đi đến nơi nào. Anh ấy chính là mối tình đầu của tôi. Rồi gục xuống bàn, Dong-ju lấy áo khoác lên cho cô, rồi ngồi bên cạnh ngắm cô ngủ. Anh đưa tay định sờ lên má người anh yêu nhưng lại không dám. Dong-ju chỉ biết rơi nước mắt gọi tên Su-van, à anh chính là mối tình đầu của em đây. Khi Su-van thức dậy thì không thấy ai nên đành ra về. Dong-ju đứng ở trên nhìn Su-van đi ra mà tự hỏi mẹ ơi giờ con phải làm gì đây. Su-van về nhà nhìn thấy chiếc áo Dong-ju rồi tự hỏi sao anh ta lại để mình một mình ở đó. Rồi cô ra ngoài ăn sáng thì gặp Mi-su đến cùng ăn. Mi-su nói hôm nay mình đến bệnh viện để điều tra. Trong lúc Mi-su đang ăn ngon lành, Su-van liền đi trước cho cô trả tiền. Su-van đến bệnh viện gặp Dong-ju để trả lại áo khoác. Cô còn rủ Dong-ju ăn một bữa nhưng anh từ chối. Ra về, Su-van nghĩ bây giờ anh đã đứng đầu danh sách đen của tôi rồi đó. Còn Mi-su cũng ở bệnh viện để điều tra về vụ tai nạn 12 năm trước của cô Oh-su-hwa. Đến tối, Hee-un mua thức ăn đãi mọi người ở trong đội cứu hộ. Ra ngoài, Hee-un muốn Su-van hãy cùng làm bạn với Dong-ju vì cả hai đều là người anh rất tôn trọng. Em nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao anh lại thích em. Nếu có lý do để thích một ai đó thì sao anh lại thích em chứ, đúng không? Rồi cả hai cùng đùa giỡn với nhau rất vui. Hôm sau, Su-van đến cô nhi viện chơi cùng đứa trẻ có mẹ bị mất trong tai nạn vừa rồi. Sau đó cô ra sân thì thấy Dong-ju đang băng tay cho đứa bé, nhưng cô bé cứ dùng rằng không cho anh băng. Thế là Su-van đến dụ cô bé bằng cây kẹo rồi băng tay lại cho cô bé. Ở bệnh viện, giám đốc Lee hỏi con trai đã nói với Su-van sau khi kết hôn sẽ nghỉ làm chưa, nhưng bác sĩ càng bảo con không dám nói điều đó với cô ấy. Lúc này anh có điện thoại gọi nên ra ngoài. Ở đây Dong-ju đi ra lấy xe về thì thấy Su-van đang ngồi xích đu. Cô lại cà khịa do tính anh xấu nên không có bạn bè mới tới đây vào ngày nghỉ. Tôi thấy cô thật có năng khiếu hơn người. Bỗng Su-van có điện thoại, Hee-un gọi rủ hai người cùng đến nhà. Ở đây giám đốc Lee hỏi viện trưởng bác sĩ Dylan sẽ làm việc ở đây bao lâu. Từ 6 tháng đến 1 năm nhưng có thể đi sớm hơn. Em không thích cậu ta sao? Có một người xuất sắc hơn con trai em làm em không thấy thoải mái. Ở bệnh viện này chỉ cần có một mình Kang Hee-un là đủ lắm rồi, khi ba người cùng ăn với nhau. Dong-ju khen Hee-un nấu ăn rất ngon. Sau khi tiến hành phẫu thuật tôi nấu ăn ở nhà để giải tỏa tâm trạng. Còn cậu thành bác sĩ là ước mơ của cậu sao? Không phải khi còn nhỏ tôi muốn thành lính cứu hộ. Thật vậy à, như Su-van của tôi cũng vậy, sống và thực hiện ước mơ của người khác chứ không phải của mình. Vì mối tình đầu của cô ấy muốn làm lính cứu hộ.
Còn mối tình đầu của cậu thì sao? Tôi gặp cô ấy năm 18 tuổi, đến giờ tôi cũng không biết nó kết thúc hay là chưa. Tôi hy vọng cậu sẽ gặp lại cô ấy rồi bảo mọi người cũng ly. Khi ăn xong, Dong Ju ngồi nhìn hai người họ tình cảm đứng rửa chén cùng nhau mà buồn. Bỗng Hyun có điện thoại nên chạy đi nghe. Ở đây Dong Ju thấy Su Van không với tới chồng đĩa nên anh đã đến giúp. Su Van nhìn Dong Ju rồi giật mình vơ tay làm rơi ly xuống sàn vỡ tan tành. Cô vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ lên thì bị chảy máu tay. Thì Hyun cũng chạy ra hỏi có sao không vậy em. Anh đến vác Su Van tới ghế băng lại vết thương cho cô. Dong Ju buồn bã đứng nhìn hai người họ. Sau đó Dong Ju lấy xe về thì Hyun đến. Anh bảo cậu đừng nói với ai việc bạn gái tôi hơi bị ngốc nghếch nhé. Tuy vậy nhưng khi ai đã tiếp xúc với cô ấy rồi thì không ghét được đâu. Rồi anh lên xe. Dong Ju đứng lén nhìn Hyun chăm sóc cho Su Van mà buồn rười rượi. Su Van về nhà cứ nhớ lại khoảnh khắc bên cạnh Dong Ju. Còn Dong Ju đứng trên cầu nhớ lại mối tình đầu của mình bên Su Van. Và bây giờ thì lại nhìn cô ấy đứng bên cạnh người đàn ông khác. Một cảm giác buồn khó nói thành lời. Hôm sau Dong Ju làm việc mà mặt buồn rười rượi, mọi người trong phòng cấp cứu nhìn anh ai cũng ngạc nhiên. Anh về phòng gục đầu phiền não thì mọi người vào khuyên anh nên về nhà nghỉ vì nhìn anh rất mệt và buồn, có phải anh đang nhớ nhà hay không? Xấu hổ quá khi tôi không thể điều chỉnh được tâm trạng của mình. Lúc này Hyun đang gọi hẹn Su Van đến rạp chiếu phim. Thì bác sĩ vào nói con trai thủ tướng Van đang nhập viện, cả giám đốc và viện trưởng muốn anh khám cho cậu ấy. Ở đây Su Van nhận được tin nhắn Hyun nên đứng lên đi thì thấy Dong Ju, cô nhìn hai tấm vé cầm trên tay, còn Hyun lúc này đang bước vào phòng mổ. Dong Ju và Su Van thì cùng nhau ngồi xem phim, Su Van nhắm mắt nhớ lại mối tình với Dong Ju, kết thúc phim hai người ra về. Bỗng Dong Ju có điện thoại nên anh vội lấy ra tắt đi, Su Van nghe nhạc chuông hỏi anh cũng thích bài hát đó hả? Cô quan tâm làm gì rồi đi đến cửa thang máy đứng, Su Van cũng lặng lẽ đứng bên cạnh, khi cửa thang máy mở ra mọi người chen vào rất đông để Dong Ju ép sát người vào Su Van. Cô nghĩ cái cảm giác này sao lại giống lúc cô nằm trong lòng Dong Ju đến thế, rồi nhắm mắt lại cảm nhận từng hơi thở quen thuộc của Dong Ju thổ nào. Cô lặng lẽ ngước nhìn Dong Ju nhưng anh lờ đi. Khi mọi người ra ngoài, Dong Ju hỏi Su Van có sao không. Cô không trả lời mà đưa tay lên định sờ mặt anh nhưng anh đã ngăn lại đừng làm vậy. Su Van không nói gì lặng lẽ bỏ đi. Ở đây bác sĩ Kang vào nói ca mổ đã thành công ai cũng mừng. Ông còn đề nghị sẽ giới thiệu con gái cho bác sĩ Kang. Nhưng bác sĩ Kang nói viện trưởng chính là bố vợ của cháu ạ. Lúc này viện trưởng có điện thoại của bác sĩ Choi gọi, còn Su Van ngồi uống rượu một mình thì Mi Su đến. Su Van tâm sự về nỗi lòng mình với cô rồi tự hỏi tại sao trên đời lại có người giống nhau đến thế. Tôi nghe nói trái tim con người chia làm hai ngăn, hoặc là cậu cảm thấy tuyệt vọng hoặc là nó sẽ rất đau. Su Van nhìn lên trời cao nghĩ đến lời Mi Su nói. Còn Dong Ju về phòng lại lấy máy ghi âm ra nghe giọng nói Su Van thổi nào. Bên này Su Van nằm nhớ lại những lần gặp Dong Ju chịu không được cô chạy đi. Ở đây Dong Ju lấy xe ra về thì cô đi tới. Dong Ju hỏi cô đang làm gì ở đây vậy? Tôi thật sự rất muốn biết chuyện trước đây. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? Anh có thể gọi John Su Van được không? Rồi cô nhắm mắt lại chờ anh gọi. Dong Ju nắm tay cô kéo vào trong. Lần cuối cùng và cả lần trước nữa cô hãy thành thật, có phải cô quan tâm tôi nhiều hơn cả bác sĩ Kang phải không? Su Van gạt tay Dong Ju ra bảo giọng nói giống thì sao, Dong Ju của tôi không có gì giống anh hết, rồi quay người bỏ đi. Cô lang thang quay về ngôi nhà cũ, nhớ lại lúc đến đây hỏi có thư Dong Ju gửi không, cuối cùng phải chấp nhận thôi, Dong Ju không còn trên đời này nữa. Cậu ấy chỉ còn trong ký ức mà thôi, đã đến lúc mình phải quên rồi. Hôm sau tại đồn cảnh sát Sumi gặp tiền bối hỏi ông có biết người tên Dai Lơn bắt từ Mỹ mới về không. Ngày trước có một vụ tong xe bỏ trốn nạn nhân tên Su Hoa, ông nói chủ cửa hàng cháo là Su Hoa chắc không phải vụ đó rồi bỏ đi. Tại phòng cấp cứu mọi người đang nhìn trưởng khoa sầm xì vì vẻ mặt u buồn của anh. Ở đây Su Van đang lên xe đến trường cấp 3 Sichon. Thầy hiệu trưởng La Hách yêu cầu chở ông gấp đến bệnh viện và thế là thầy được xe đưa đến phòng cấp cứu. Su Van cảm thấy rất mệt, cô như đi không nổi. Dong Ju đứng nhìn cô như vậy thì định tới. Bỗng bác sĩ gọi trưởng khoa nên anh đến yêu cầu cho chụp X quang. Lúc này thầy ngồi dậy gọi Dong Ju à. Su Van đứng bên nghe thấy gọi tên Dong Ju nên nhìn tới. Con không nhận ra thầy sao, thầy là thầy giáo tiếng Hàn Song Jun này. Bây giờ thầy đã trở thành hiệu trưởng rồi. Su Van nghe bước từng bước tới bên Dong Ju rồi ngất đi. Khi cô tỉnh dậy thì Hyun bên cạnh lo lắng cho cô. Em không sao đâu, anh cứ đi đi. Khi y tá vào, Su Van hỏi bác sĩ trưởng khoa Dai Lơn đi đâu rồi. Lúc này Dong Ju đứng trên sân thượng tự nhủ mình không thể tiếp tục được. Anh quay vào thì viện trưởng tới. Su Van đi tới phòng cấp cứu đứng nhìn Dong Ju. Cô bước đến bảo hãy nói chuyện với tôi đi. Hai người quay trở về nơi hẹn hò cũ. Su Van đến bên cạnh Dong Ju, cô nhắm mắt sờ tay lên mặt anh. Tôi biết người mang gương mặt này. Dong Ju nắm tay cô xuống, Su Van sờ vào tay anh. Tôi biết đôi tay này người giao cháo lại luôn quan tâm người khác. Su Van mở mắt ra, Dong Ju nói chào em lâu quá không gặp. Su Van liền cho anh cái tát rồi quay mặt ngồi xuống khóc nức nở. Khi đã khóc xong rồi, Su Van đứng lên hỏi mẹ anh giờ ở đâu. Còn Hyun gọi cho Su Van hoài mà không được nên buồn bã uống rượu cùng Mi Su. Dong Ju đưa Su Van đến gặp mẹ. Cô nhìn vào hình nói đây là gương mặt của cô Su Hoa sao? Sao mẹ lại đẹp như vậy? Mẹ ơi, con là Su Van đây, con đã nhìn thấy rồi. Con có thể nhìn thấy nhà cửa xe cộ sao trời, nhưng người con muốn thấy nhất là mẹ.
Con đã chờ rất lâu để được gặp mẹ nhưng mẹ lại biến mất như một làn khói. Con ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Cô đau đớn khóc, con xin lỗi vì đã đến trễ mẹ ơi, rồi khuỵu xuống gào khóc bên mộ mẹ. Như nỗi ấm ức bao năm đợi chờ mong ngày gặp lại tuôn trào. Bên này Misu hỏi bác sĩ Kang sao hôm nay lại yếu đuối vậy. Misu cũng nhìn thấy người trong trái tim Su Van mà mối tình đầu ấy. Ở đây hai người ra về Đông Du bảo vì He Ju nên anh phải sang Mỹ rồi ở đó học hành và thành bác sĩ. Do cuộc sống bận rộn quá nên anh không nhớ em gì hết. Nói thật thì những ký ức ở đây quá đau khổ nên anh muốn quên đi mà sống. Đã muộn rồi, em vào nghỉ đi, rồi quay người bỏ đi. Su Van nhìn theo Đông Du mà nước mắt lưng tròng. Khi cô đi vào anh mới dám nhìn lại, rồi nhớ lúc gặp viện trưởng trên sân thượng. Ông hỏi con muốn đến chỗ Su Van sao, tại sao bố lại biết vậy? Ta luôn cảm kích người hiến giác mạc cho con gái ta, nên ta luôn mong muốn được gặp người đó chính là con Đông Du à. Nếu Su Van biết được mẹ con hiến mắt cho nó nghĩa là bà ấy chết vì nó thì nó sẽ rất đau khổ. Ta chỉ mong cho nó hạnh phúc nhưng nó không hạnh phúc được. Đến giờ con vẫn không quên cô ấy được, mối tình đầu trẻ con đó ta nghĩ con sẽ quên thôi. Ta thích con gọi ta là bố nên đừng lôi kéo Su Van vào nữa. Lúc trước bố từng giúp con cũng là vì điều này phải không? Con rất có ý nghĩa với bố rồi bỏ đi. Còn Misu tìm trên mạng hồ sơ về vụ tai nạn Su Hoa trước đây. Trong đó có ghi tên bắt Đông Du làm Misu rất tức giận. Sau đó cô đến bệnh viện gặp Đông Du liền cho anh cái tát. Ra ngoài Misu nói thời gian tố tụng vụ tai nạn sắp hết rồi. Trước đây cảnh sát Kim cũng điều tra vụ mẹ anh hả? Thật ra tôi muốn gặp lại chú ấy. Ở đây Hyun đón Su Van đi hẹn hò. Đến điểm hẹn Hyun tặng Su Van chiếc vòng cổ. Anh biết chiếc còi đó rất quan trọng với em nhưng em có thể thay bằng vòng cổ này được không? Còn Misu đến nhà tiền bối Kim tìm ông, cô lo lắng khi thấy ông nằm dưới sàn. Thế là cô gọi cho Đông Du đến truyền nước cho ông, chú có nhận ra cháu không? Cậu là Đông Du người đưa cháu phải không? Vụ mẹ của cậu tôi đã không giữ lời. Cháu rất cảm ơn chú vì đã rất quan tâm đến hai anh em cháu, nhờ đó mà chúng cháu mới có ngày hôm nay. Ra về Misu nói ông ấy là người thầy đầu tiên của tôi, chớp mắt thì bị nghỉ việc mà còn ly hôn nữa. Mà anh gặp Su Van chưa? Tôi nghĩ là gặp rồi vì cậu ấy đến bệnh viện suốt mà. Tôi cảm thấy rất vui khi gặp lại cô ấy. Ở đây Hyun đưa Su Van về nhà, anh ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hyun định hôn Su Van nhưng cô từ chối còn bảo anh về đi. Vào nhà Su Van mở hộp quà Hyun tặng ra xem. Nhưng cô vẫn nuối tiếc không muốn thay chiếc vòng cổ đang đeo. Hôm sau Su Van đến phòng cấp cứu mà cứ nhìn tìm Đông Du thì thấy bố đứng bên ngoài. Hai bố con ra ghế ngồi một lát rồi Su Van chào bố trở về làm việc. Ở đây ông nhận cuộc gọi từ bệnh viện bên Mỹ. Sau đó ông vào nhà vệ sinh rủ Đông Du cùng đi câu cá. Ông khuyên Đông Du hãy quay về đi vì nơi này không thuộc về con. Càng ở lại con và Su Van càng mệt mỏi, thời gian con ở lại đây không lâu nữa. Có phải bên bệnh viện ở Mỹ gọi con về vì bố đã nhờ họ, rồi ông đưa cho Đông Du vé máy bay, con hãy đi đi Đông Du à. Mỗi ngày được nhìn thấy Su Van đưa bệnh nhân đến con rất vui, con xin bố hãy cho con chút thời gian rồi con sẽ đi. Ông quỳ xuống trước mặt Đông Du, nếu con hy vọng Su Van được hạnh phúc thì xin con hãy nghe lời của bố. Hôm sau Đông Du đến quán cơm mà vợ chú cảnh sát Kim mở để mua. Ở nhà chú cảnh sát Kim lục tìm hồ sơ vụ tai nạn trước đây, ông nhớ lại trong lúc điều tra để tìm ra chiếc xe gây tai nạn thì đội trưởng đến yêu cầu khép lại vụ án. Bỗng Đông Du đem thức ăn đến mời chú cùng ăn, sau đó khi Đông Du ở phòng cấp cứu ra thì gặp Su Van. Sao anh cứ giả vờ như không quen biết em, do bây giờ em thay đổi nhiều quá. Nhìn thấy em vui vẻ và hạnh phúc anh không có gì để hồi tưởng hết, đối với anh chỉ có đau khổ và bi thương mà thôi. Trong suốt 12 năm qua anh đã cố quên những chuyện này, giờ thì đã làm được rồi, nếu vậy sao anh lại quay trở về. Anh muốn cho mẹ của anh nhìn thấy anh mặc áo blue, còn vấn đề gặp em là chuyện ngoài dự tính anh chưa bao giờ nghĩ đến dù chỉ một lần. Còn em không thể quên dù chỉ một giây, vậy thì bây giờ em hãy quên hết đi bởi vì người ngồi ở trước mặt em không phải là Đông Du mà là Đai Lơn rồi bỏ đi. Su Van đau lòng đứng khóc ngất, ký ức những ngày xưa cũ của hai đứa lại hiện về thì làm sao mà quên được. Còn Đông Du đạp xe trên đường tự nhủ với lòng, con làm đúng phải không mẹ? Hôm sau Đông Du đến rủ bác sĩ Kang cùng chơi bóng. Thế là hai người vui vẻ chơi bóng với nhau, sau đó vào phòng uống bia, Đông Du nói Hyun hãy quý trọng tình yêu của mình. Có phải bị người mà anh đi tìm đá rồi hả? Nhân duyên bi thương đó một lần thôi là đủ, tôi chúc cậu hạnh phúc. Ở đây đội cứu hộ đang ăn trưa thì có còi báo động, thế là mọi người vội ra xe chạy đi. Đông Du đứng đối diện nhìn theo đoàn xe. Rồi anh đem hoa đến mộ mẹ nói lời tạm biệt. Bên này viện trưởng nhận cuộc gọi của bác sĩ Choi hỏi ông đã suy nghĩ chưa? Bây giờ tôi cần ông giúp đỡ. Bác sĩ Choi nhớ lại cái ngày hôm đó khi anh ta mở cửa vào thì thấy viện trưởng lấy chụp oxy của bệnh nhân ra. Đến khi ông sực tỉnh liền chụp oxy lại và cố gắng ấn cho tim bệnh nhân đập nhưng thất bại. Còn Su Van đưa nạn nhân đến phòng cấp cứu mà không thấy Đông Du đâu. Bỗng cô nghe mọi người nói trưởng khoa đã xin nghỉ việc. Thế là Su Van chạy đến bảo tàng Thiên Văn tìm Đông Du mà không thấy. Cô lấy điện thoại ra gọi cũng không được. Su Van chạy đến mộ mẹ thì nhìn thấy bó hoa và máy ghi âm mà Đông Du để lại. Còn Đông Du đã ở sân bay chuẩn bị lên đường về Mỹ. Cô đi taxi ra sân bay chạy đi tìm anh khắp nơi mà không thấy. Cuối cùng cô lấy còi ra cố hết sức thổi mong rằng Đông Du sẽ nghe thấy. Và rồi anh cũng đã đứng trước mặt cô.
Su Van bước tới bảo anh đã hứa rồi mà em không cho phép thì không được biến mất mà. Bởi vì trên xe taxi đến sân bay, Su Van đã nghe hết những lời tâm sự tận đáy lòng của Dong Ju. Cô đánh Dong Ju đồ nói dối, sao anh lại nói dối? Dong Ju ôm Su Van vào lòng, anh nhớ em lắm Su Van à. Hai người ngồi tại sân bay mà thẫn thờ. Dong Ju bảo cảm ơn em đã cho anh được gặp em lần nữa. Thật may mắn vì lần này anh có thể chào rồi mới đi. Em đừng để mình bị thương biết không, rồi anh đứng lên đi. Su Van đứng khóc gọi Dong Ju đừng đi mà. Nhưng anh vẫn cố gắng đi vào trong. Dong Ju đứng nhìn ra phi trường, nhớ lại lời cầu xin của viện trưởng bảo con hãy đi đi. Nếu như muốn cho Su Van có cuộc sống hạnh phúc thì hãy nghe lời ta. Rồi Dong Ju nghĩ đến Su Van mà rơi lệ. Còn Su Van ngồi thẫn thờ tại sân bay một mình. Cô về lại đội cứu hộ rửa xe mà cứ ngước lên nhìn bầu trời xa thẳm. Dong Chan tới hỏi cô để đầu óc đi đâu vậy? Cô cứ như vậy thì tới hiện trường có chuyện gì thì sao? Su Van bảo tôi không sao đâu mà rồi bỏ vào trong. Ở bệnh viện, bác sĩ Choi gặp viện trưởng đi ra thì vô tình bị giám đốc Lee nhìn thấy. Bà vào hỏi viện trưởng John à, có chuyện gì thế? Ông bảo có chuyện gì được chứ? Người vừa mới đi ra có phải là bác sĩ Choi do gây tai nạn nên bị tôi đuổi mà. Chắc là cô nhìn nhầm rồi, sao tôi lại gặp anh ta chứ? Trong khi đó, Su Van đang trên xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Su Van nhìn vào phòng thấy có người nên đi tới, ai ngờ là Hyun. Anh nói bây giờ anh tiếp quản phòng cấp cứu khi Dylan đi. Su Van buồn bã nói thì ra là vậy, rồi lặng lẽ quay đi. Ở đây cảnh sát Kim xem hình chiếc xe gây tai nạn. Ông nhớ lại lúc nói cho đội trưởng nhưng ông ta cứ khuyên đừng điều tra nữa. Cảnh sát Kim không đồng ý bỏ đi thì bên phòng giám sát tổng cục đến bắt đi. Thế là cảnh sát Kim liền gọi cho Misu. Ông đưa hết tất cả những biên bản vụ tai nạn cho Misu nhờ cô điều tra dùng. Khi ông đi về thì bị giám đốc Oh nhìn thấy. Còn Su Van vừa về nhà thì gặp giám đốc Lee và bố đang đợi. Hyun đi ra hỏi sao em không nghe điện thoại, em còn bị sốt nữa nè. Nhưng Su Van nói không sao rồi lên thay đồ. Khi Su Van vừa xuống thì bố nói muốn tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa. Nhưng Su Van bảo con chưa nghĩ tới chuyện này. Sau đó về phòng cô ngồi co ro một góc buồn bã. Hôm sau Su Van gặp Hyun nói sau khi em mở mắt người đầu tiên em nhìn thấy là anh. Nhưng người em chờ đợi không phải là anh Hyun. Tất cả đã là quá khứ rồi mà. Nhưng tất cả những ký ức đó nó vẫn còn đây, em không thể quên được. Em là như vậy đó, anh có chấp nhận được không? Anh có thể chấp nhận điều đó mà. Em rất có lỗi với anh, rồi trả lại hộp quà cho Hyun và đứng lên bỏ đi. Cô đến uống rượu cùng Misu và kể cho cô nghe. Bác sĩ càng tốt với cậu như thế, sao cậu có thể làm vậy? Mình không thể tiếp tục như vậy vì không muốn lừa dối anh ấy. Tôi nghĩ cậu nên yêu bác sĩ càng, đó mới là tình yêu. Mình cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng mà không phải. Sau khi gặp lại Dong Ju, trái tim và khối óc không là của mình nữa, Su Van đến viện bảo tàng Thiên Văn nhớ lúc hai người cùng uống rượu ở đây. Rồi gục đầu trên bàn mà nước mắt tuôn trào, Dong Ju sờ tay lên mặt lau nước mắt cho cô. Su Van mở mắt ra nhìn anh mà tưởng như mình đang mơ, chỉ có vài tuần sau nhìn em tiểu tụy vậy, lần này anh về luôn và sẽ không đi đâu nữa. Anh ôm cô vào lòng mà nước mắt cô không ngừng rơi, không nhìn thấy em anh giống như kẻ vô hồn. Nhưng trước đó Dong Ju đã đến nhà gặp viện trưởng, vào trong Dong Ju nói con đã quay lại rồi và sẽ không đi nữa. Anh quỳ xuống trước mặt viện trưởng bảo con đã cố quên cô ấy. Nhưng lúc lên máy bay con mới hiểu con không thể xa cô ấy được, con muốn về lại bên cạnh cô ấy. Nếu con nghĩ cho Su Van thì con không thể quay lại. Con hy vọng Su Van được hạnh phúc nhưng cô ấy không hạnh phúc vì trong lòng cô ấy vẫn còn có con. Chuyện này không thể được Dong Ju à, Su Van sắp kết hôn rồi, con không thể từ bỏ cô ấy được. Khi Dong Ju đưa Su Van về nhà anh quay đi thì Su Van giữ lại hỏi mai anh không biến mất đúng không? Từ giờ anh sẽ không rời xa em nữa. Anh nắm tay cô bảo em đừng nghĩ nhiều quá. Thế là hai người tạm biệt nhau, Dong Ju còn hẹn mai gặp lại. Hôm sau Hyun rất buồn vì lời chia tay của Su Van. Mẹ tới hỏi con có chuyện gì vậy? Ra ngoài Hyun xin mẹ hãy để thêm thời gian nữa rồi kết hôn. Còn Su Van vui vẻ trò chuyện cùng mọi người trong đội cứu hộ. Khi mọi người ra xe Su Van đợi Dong Ju thì đồng nghiệp vào báo có người tìm cô. Su Van vui vẻ đi ra thì bất ngờ lại là Hyun. Anh chở cô đến ngôi nhà rất đẹp. Su Van hỏi đây là đâu vậy hả? Là nhà của chúng ta, ngôi nhà chúng ta sẽ ở sau khi kết hôn. Anh Hyun, em xin lỗi anh, hãy tìm người thật lòng yêu anh đi. Trước đây em cứ tưởng mình có thể yêu anh nhưng bây giờ em mới hiểu em chưa từng trao trái tim cho ai khác. Em đã ôm trái tim trống rỗng để chờ người đó xuất hiện. Rồi Su Van bỏ lại Hyun mà đi. Cô về phòng buồn bã nhớ lại lần đầu tiên gặp Hyun. Vì giúp cô mà anh đã đánh người và còn bị đưa về đồn cảnh sát. Vì để cảm ơn Su Van còn mời anh ăn, Hyun còn đề nghị Su Van hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Cô cảm thấy mình có lỗi với anh Hyun vô cùng nhưng chỉ biết nói em xin lỗi. Hôm sau Su Van đang lau dọn xe cấp cứu thì Dong Ju đi tới. Sao anh lại tới đây, phải gọi em trước chứ? Bỗng nghe đội trưởng gọi tập hợp nên Su Van nói em phải vào rồi, anh đi mau đi. Dong Ju nhìn cô chạy đi mà chỉ cười. Trong lúc đội trưởng thông báo với mọi người có một bác sĩ tình nguyện tham gia vào đội cứu hộ 119, thì Dong Ju vào phòng thay đồ lính cứu hộ. Anh đi vào chào mọi người, tôi là Bác Dong Ju. Mọi người vỗ tay hoan nghênh anh gia nhập đội. Ra ngoài mọi người đang nói về Dong Ju thì anh đi ra. Mọi người yêu cầu Su Van hướng dẫn cho Dong Ju biết mọi thứ. Thế là cô dắt Dong Ju đến giới thiệu phòng thay đồ cho anh biết. Tiếp theo là phòng nghỉ và phòng tập. Sau cùng là đến căn tin, do không biết khi nào bị gọi nên tranh thủ. Vậy là Dong Ju rủ cô cùng đi ăn.
nhưng Su Van dùng dằn quay đi đúng lúc mọi người đến đẩy cô quay lại ăn. Dong Ju chỉ biết nhìn cô cười, ở bệnh viện Hyun buồn bã nhìn những kỷ niệm của Su Van rồi đứng lên đi. Trong khi đó, Dong Ju gọi cho Su Van yêu cầu cô đem hồ sơ vào báo cáo lệnh điều động vừa rồi. Su Van đi ra báo cáo cho Dong Ju, bây giờ anh sẽ như kẹo cao su bám lấy em không rời. Anh không thay đổi gì cả, lúc nào cũng tự cao tự đại. Dong Ju cười bước tới ôm lấy cô từ phía sau, chúng ta sẽ lại bên nhau. Lúc này Hyun cũng lái xe đến đội cứu hộ. Anh bước xuống xe gọi điện cho Su Van hẹn gặp. Su Van à, anh sẽ chờ đợi em. Em hãy làm những gì em muốn, hãy đi đi rồi quay về. Anh đừng làm như vậy mà. Su Van ngồi buồn bã suy nghĩ thì Dong Ju đến ngồi bên cạnh. Cô dựa vào người Dong Ju hỏi bây giờ em phải làm gì. Hôm sau Hyun nhìn vòng cổ buồn bã thì mẹ vào. Bà hỏi phòng cấp cứu con thích ứng được không? Rất mệt mỏi, làm sao Dai Lơn còn kim được phẫu thuật như vậy chứ, con thật sự rất kinh ngạc. Vậy nên mẹ mới đưa con đến đây, vì mẹ muốn mọi người thấy con không thua kém ai hết. Bên này trong bữa ăn cơm cùng mọi người trong đội cứu hộ mà Dong Ju và Su Van cứ lấy đồ ăn qua lại của nhau. Hai người ở phòng cấp cứu ghét nhau như là chó với mèo, sao ở đây vẫn còn như vậy chứ? Teddy bảo bà tôi nói đúng đó, chắc kiếp trước hai người là vợ chồng. Còn Dong Chan bảo vợ chồng cái gì, rõ ràng là oan gia đó, thì kiếp trước là vợ chồng, kiếp này mới là oan gia. Đội trưởng cho rằng các cậu nói đúng là có lý, không có oan gia nào hơn vợ chồng cả. Nghe đội trưởng than, mọi người kéo nhau đi hết. Lúc này có chuông gọi cứu hộ nên Su Van đến kéo Dong Ju đi, đến nơi Dong Ju khám cho bệnh nhân. Anh nói bệnh nhân bị tràn khí màng phổi cấp tính, nếu chúng ta không hút khí ở trong phổi ngay thì sẽ rất nguy hiểm. Thế là Su Van đưa kim giảm áp cho Dong Ju sơ cứu cho bệnh nhân. Khi mạch và huyết áp bình thường trở lại, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện. Vào phòng cấp cứu, Su Van cho biết bệnh nhân sau khi dùng kim giảm áp đã ổn định. Hyun tới hỏi phải em làm không vậy, vấn đề này rất nghiêm trọng đấy. Dong Ju vào nói là tôi làm đó, chúng ta lại gặp rồi, tôi đã quay trở về. Lúc này đồng nghiệp vào gọi Su Van qua phòng thông tin nên cô xin phép đi trước. Dong Ju và Hyun ra ngoài trò chuyện, cậu quay về sao không vào bệnh viện mà làm lính cứu hộ? Trước đây tôi nói rồi, ước mơ của tôi là lính cứu hộ, vì bố tôi làm nghề này, ông hy sinh trong lúc làm việc. Sau đó tôi lại có một người bố khác và tôi đã hạ quyết tâm trở thành bác sĩ như ông ấy, dù là hơi muộn nhưng hai giấc mơ đều thành hiện thực. Và tên của tôi không phải Dai Lơn mà là Bát Dong Ju. Bác sĩ Kang à, cậu hãy nghe tôi nói vài chuyện được không? Bỗng lúc này Hyun có điện thoại gọi nên chạy đi, còn Su Van uống rượu cùng Misuko nói Dong Ju đã quay về. Bên này Dong Ju đến gặp cảnh sát Kim ăn canh khoai tây cùng ông. Tôi đang điều tra lại vụ án của mẹ cậu cùng cảnh sát Misu. Ý của chú là có thể tìm ra người gây tai nạn phải không? Cậu cũng đừng hy vọng nhiều, sẽ thất vọng đó. Hôm sau Dong Ju đang đi cùng mọi người trong đội thì He Ju gọi. Hai anh em ôm nhau mừng khôn xiết, He Ju còn hôn Dong Ju lia lịa. Mọi người đứng nhìn tới nghĩ là người yêu của Dong Ju ở Mỹ về. Su Van nghe liền sụ mặt bỏ đi. Khi Dong Ju quay lại tìm Su Van thì không thấy cô đâu. Còn Hyun nói cho viện trưởng biết Dong Ju đang làm ở đội cứu hộ cùng với Su Van, khiến ông vô cùng lo lắng hỏi hai đứa không định đính hôn sao, hiện tại con và Su Van chưa muốn như vậy. Ở đây Dong Ju dắt He Ju về phòng, anh gọi cho Su Van nhưng cô bực bội tắt máy. Thế là Dong Ju đành ra ngoài tìm cô, Su Van tỏ vẻ khó chịu với Dong Ju. Cô bảo ở đây là nơi làm việc, anh không thể kiềm chế được hay sao chứ, em đang ghen phải không? Nhưng Su Van phủ nhận không có ghen tuông gì cả. He Ju tới đứng trước mặt Su Van hỏi chị thật sự thấy em không, rồi cô cúi đầu trước mặt Su Van. Em nhờ chị chăm sóc cho anh của em được không chị Su Van? Su Van nghe nhớ lại những gì trước đây He Ju nói. Cô nhận ra người đứng trước mặt là He Ju nên hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Sau đó Dong Ju đưa Su Van về nhà thì bố nhìn ra thấy. Ông lấy điện thoại ra gọi cho Dong Ju hẹn mai con tới nhà bố. Nói đến He Ju lần đầu trở về Hàn Quốc, cô đi tham quan rất nhiều nơi. Còn Mi Su đến gặp cảnh sát Kim đưa thông tin điều tra cho ông. Bên này Dong Ju đến nhà theo lời hẹn của viện trưởng. Su Van đi ra ngạc nhiên khi thấy Dong Ju đến. Bên ngoài Hyun cũng nhấn chuông gọi cửa. Trong bữa ăn, ông giới thiệu đây là Dai Lơn, bắt cũng là bắt Dong Ju con trai của ta. Từ nay Su Van và Hyun hãy coi cậu ấy như người thân. Vậy sao cậu ấy ở bệnh viện, bác giả vờ như không biết vậy? Nó nhờ bác giả vờ như không quen. Ra ngoài Hyun đề nghị đưa Dong Ju về nhưng Dong Ju từ chối. Hyun còn nhờ Dong Ju chăm sóc cho Su Van dùng. Ở đây Su Van muốn nói chuyện với bố nhưng ông nói mệt nên từ chối. Thế là hai người gặp nhau tâm sự. Su Van cho rằng bố và Hyun đều thích anh như vậy thì làm sao có thể nói cho họ biết. Dong Ju nắm tay Su Van, cứ để anh giải quyết, em chỉ cần ở bên anh là được rồi. Nhưng dù trước hay sau thì đây là chuyện chúng ta phải trải qua. Xem ra em phải cảm ơn bố vì nhờ có bố chăm sóc anh và He Ju mà anh mới trở về lại bên em. Hôm sau ở đội cứu hộ, hai người chơi đùa nhau rất vui. Trong khi đó Hyun ở phòng cấp cứu làm việc. Bỗng anh nhận được tin nhắn nên gọi điện cho Su Van hẹn gặp. Lúc này Dong Ju cũng gọi cho Hyun hẹn nhưng anh khước từ vì có hẹn rồi. Su Van đến gặp Hyun hỏi hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Hyun liền lấy hộp quà bỏ xuống ghế, có đặc biệt gì đâu. Nhưng em có chuyện muốn nói, anh xin em hôm nay đừng nói gì hết mà hãy vui vẻ ăn bữa cơm như trước đây. Còn Dong Ju đến nhà gặp bố, ông nói ta tin hai đứa vẫn yêu nhau như trước đây nhưng ta không đồng ý chuyện hai đứa.
Dong Ju à, ta xin con một lần trong đời hãy nghe lời ta. Con không thể làm vậy vì cô ấy là người duy nhất luôn nằm trong tim con. Con sẽ nói cho bác sĩ Kang biết hết. Ông tát Dong Ju bảo con báo đáp ta như vậy sao rồi đuổi Dong Ju ra ngoài. Tại sao lại không được, không phải bố luôn yêu quý con mà. Ông không nói gì bỏ đi. Ông đang uống rượu thì giám đốc Lee đến. Ông đã kể hết chuyện đã làm với bệnh nhân cho giám đốc Lee nghe. Ông đưa tay lên run rẩy bảo tôi đã dùng đôi tay cứu người để mà giết người. Không đâu, dù anh không làm vậy thì cô ấy cũng chết mà. Để lòng tôi dễ chịu nên tôi dò tìm khắp nơi. Tôi vốn chỉ muốn nhìn nó từ xa nhưng mà khi nó chạy đến trước mặt tôi thật kỳ lạ, tôi không thể từ chối nó. Tôi phải làm sao đây, tôi chính là kẻ giết người. Ở đây Su Van tạm biệt Hyun ra về. Anh đứng buồn bã nhìn Su Van rồi cũng lặng lẽ bước đi. Bỗng trời đổ mưa, Hyun đứng lại mặt cho mưa rơi xối xả lên người. Bên này Su Van cũng dầm mưa về, cô nhớ lại cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau cũng là lúc mưa rơi như thế này. Bỗng Hyun Cheo xuất hiện hỏi em chờ anh hả? Nhưng cô lại tức giận bỏ đi vì anh đã để mình đợi. Nhưng Hyun bảo từ nay em đừng đợi nữa mà hãy để anh đứng ở đây đợi em đến. Rồi anh đến Cheo cho Su Van, làm cô xúc động quay lại về phía anh. Quay lại với hiện tại, Dong Ju đi tới gọi Su Van, à sao em lại đứng ở đây? Hai người chỉ biết nhìn nhau rồi Dong Ju ôm cô vào lòng. Bên này Hyun đứng nhìn thấy hai người họ ôm nhau mà chết lặng. Anh bỏ lại chiếc ô rồi lang thang đi về, nhớ lại những gì Su Van nói. Vào trong, Dong Ju lau tóc cho Su Van. Dong Ju à, em cảm thấy có lỗi với Hyun vô cùng. Khi nghĩ đến Hyun lòng em cảm thấy đau đớn. Nhưng em lại cảm thấy rất may mắn khi có thể nhìn thấy người em chờ đợi là anh. Trước khi về bên em, anh cũng đã tự hỏi bản thân mình. Bắt Dong Ju, cậu có gì tốt hơn bác sĩ Kang chứ? Không có gia thế tốt, không có bố mẹ, không tiền không danh. Sau khi về bên em, anh cũng nghĩ rất nhiều vì anh mà em phải mệt mỏi. Anh thật kém cỏi khi không làm được gì cho em, nhưng anh vẫn muốn bên cạnh em, anh sẽ không buông tay. Cả hai chúng ta đều có lỗi với bác sĩ Kang nhưng chúng ta chưa từng có lỗi với nhau. Bên này bác sĩ Kang về nhà gục đầu buồn bã. Hôm sau giám đốc Lee trở viện trưởng về. Bà hỏi bệnh nhân đó chính là mẹ Dylan, người hiến mắt cho Su Van phải không? Chúng ta là bạn bè nên anh hãy coi tôi như là nơi giúp anh nhẹ nhõm đi. Viện trưởng không nói gì vào nhà. Lúc này giám đốc Lee gọi điện cho người điều tra bắt Dong Ju. Ở đội cứu hộ vì mệt quá nên Su Van ngủ chưa dậy. Thế là khi nhận lệnh chỉ có mình Dong Ju và Teddy đi. Khi đến nơi, Dong Ju kiểm tra tình trạng huyết áp và mạch bệnh nhân thì không thấy vấn đề gì. Nhưng cô bé lại cảm thấy rất mệt. Thế là Dong Ju cho cô bé nằm xuống và bẻ lại khớp vai. Anh kiểm tra thấy lưỡi bị tổn thương nên yêu cầu đưa đến bệnh viện kiểm tra vì có thể gây ra sốt huyết não. Cô bé được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Dong Ju bảo bệnh nhân này cần phải chụp CT và xét nghiệm máu thử. Thì Hyun đến nói đây là bổn phận của chúng tôi mà. Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ không kịp. Sau khi tan ca, cậu có thời gian không? Dong Ju nhìn Hyun nói tôi biết rồi. Sau đó hai người gặp nhau uống rượu. Hyun hỏi chiếc còi trên cổ Su Van là của cậu phải không vậy? Đúng là như thế. Vậy sao cậu không nhận cô ấy ngay từ đầu chứ? Vì tôi không muốn khiến cho cô ấy mệt mỏi. Vậy tại sao bây giờ cậu lại đổi ý? Cái gọi là tình đầu đó bất cứ ai cũng có cả. Suốt 12 năm không liên lạc giờ xuất hiện cậu không thấy buồn cười sao? Tuy nó chỉ là mối tình đầu thôi nhưng đối với một vài người thì nó không thể nào xóa nhòa được. Khi cậu biến mất không một dấu vết gì hết thì tôi ở bên cạnh Su Van nên cậu hãy quay về đi. Tôi không thể làm được. Dong Ju bỏ đi thì Hyun gọi lại. Anh bước tới đấm cho Dong Ju một phát ngã nhào. Cậu hãy chờ mà xem, tôi sẽ ở bên Su Van, rồi tức giận bỏ đi. Su Van ra thấy Hyun ngồi trước cửa nhà. Cô ngồi xuống hỏi sao anh lại ngồi ở đây. Hyun đưa tay định lấy sợi dây nhưng Su Van chụp lại đứng lên. Anh rất tự tin để chờ đợi em rồi bỏ đi. Còn Dong Ju hẹn Mi Su ra uống rượu. Bác sĩ Kang là người đàn ông tốt, tôi cứ tưởng mình rất may mắn nhưng giờ mệt mỏi quá. Nhưng dù sao trong tim Su Van chỉ có mình anh thôi. Hôm sau Dong Ju nấu ăn sáng cho hai anh em. Hae Ju nói em sẽ đi tìm một công việc thích hợp để làm. Đến đội Dong Chan than phiền vì người chăm sóc con trai đột nhiên xin nghỉ việc. Dong Ju nói em gái tôi từ hồi cấp 2 đã đi làm bảo mẫu. Vậy em gái cậu có thể giúp được không? Tôi không rõ vì con bé nói đang tìm việc làm thêm. Vào phòng Su Van thoa thuốc cho Dong Ju. Cô hỏi hôm qua anh gặp anh Hyun hả? Anh không sao đâu Su Van à. Bỗng lúc này có loa gọi yêu cầu tập hợp, thế là Su Van chạy đi. Khi đội cứu hộ đến nơi, Su Van khuyên ông ta xuống đi vì rất nguy hiểm. Bất chợt có cơn gió mạnh làm ông ta ngã. Su Van thấy vậy nên chạy tới ôm lại Dong Chan, cũng tới ôm Su Van. Nhưng cuối cùng cả ba người đều rơi xuống nệm hơi bên dưới. Lúc này Dong Ju lo lắng chạy vào bệnh viện, bác sĩ Kang cũng lo lắng chạy tới. Hai người gặp nhau ngay tại cửa vào. Tôi đi thăm trưởng ban Su Van. Cậu lấy tư cách gì chứ, cô gái của tôi chăm sóc. Dong Ju nắm tay Hyun bảo xin lỗi bác sĩ Kang nhưng tôi đã thích cô ấy trước. Và từ bây giờ tôi sẽ không do dự nữa. Lúc này Su Van ra nhờ Dong Ju vào xem tình trạng của bệnh nhân vừa rồi. Ra ngoài Su Van nói với Hyun em sẽ nói với bố chúng ta không thể kết hôn, còn anh nói với mẹ anh đi. Lúc này Dong Ju đang ngồi ở tăng cấp đợi cô. Thấy Su Van về, Dong Ju nắm tay cô kéo đi hỏi em có bị đau chỗ nào không. Em không bị sao, chỉ chảy xước sơ thôi. Nghe nói em bị ngã anh lo muốn teo luôn.
vì anh sợ giống như mẹ trước đây, rồi nhẹ nhàng ôm Suvan vào lòng. Về phòng, mọi người bị đội trưởng la một trận. Còn ở đây, cảnh sát Kim đưa danh sách những người sở hữu xe nhập cho Misu xem. Cô thấy trong đó có người tên Kang In-thae, cảnh sát Kim bảo là chồng của giám đốc bệnh viện Sejeon. Nếu là chồng của giám đốc thì là bố của Kang Hee-un. Lúc này Suvan hỏi bố còn nhớ mẹ của Dong Ju không. Con hy vọng ca phẫu thuật thành công thì tốt quá, nhưng mà bố thấy ấy náy vì thấy có lỗi với cô nên đã chăm sóc Dong Ju. Con sẽ không lấy anh Hee-un vì Dong Ju mới là người con yêu. Suvan, con là người ích kỷ như vậy sao? Con biết Hee-un yêu con như thế nào mà. Còn Dong Ju thì tuyệt đối không được. Hôm sau Suvan đến đội cứu hộ gặp mọi người. Lúc này Dong Ju cũng đạp xe đến chỗ làm. Suvan đứng trên nhìn xuống thấy anh nên lấy điện thoại ra gọi. Hai người gặp nhau, Suvan nói em đã cho bố biết chuyện của chúng ta rồi. Bố rất tức giận nhưng em thấy bố rất thương anh. Ở đây Hee-un nhận được tin nhắn Suvan, anh rất buồn. Đến tối hai người gặp nhau, Suvan nói em xin lỗi, em không thể từ bỏ anh ấy được đâu. Suvan à, chỉ có mình em muốn tìm lại ký ức thời xa xưa đó thôi. Khi em nhìn thấy đường thì anh ta đã không báo trước mà rời xa em. Em biết là anh rất hận em nhưng mà trái tim em lại không hướng về anh. Nên anh cứ hận em đi, anh có tư cách làm như vậy. Sáng hôm sau Suvan nhận cuộc gọi của Hee-ju. Cô đến nhà được Hee-ju mời món bánh bí đỏ mà Suvan thích. Em xin lỗi chị vì ca phẫu thuật của em, vì kiếm tiền cho em nên anh đã thay thế mẹ. Anh ấy đã trở về bệnh viện để tìm chị nhưng không tìm được. Sau khi về Mỹ, anh ấy lại buồn nên em rất sợ, vì em chỉ có mình anh ấy. Em mong chị khiến anh trai của em được hạnh phúc. Ở đội Dong Ju nói bắt đầu ngày mai Hee-ju sẽ đến chăm Chin Mo. Lúc này anh có điện thoại Suvan gọi nên xin phép ra ngoài. Hai người gặp nhau ở siêu thị mua đồ. Khi về nhà hai người lại không thấy Hee-ju đâu. Cô để lại tin nhắn hãy tận hưởng thời gian riêng của hai người đi. Trong lúc Dong Ju vào thay đồ, Suvan lấy băng ra mở cách dạy nấu ăn của mẹ. Dong Ju bước ra nghe tiếng mẹ nói mà đứng hình, những ký ức về người mẹ thân yêu lại hiện về. Anh bước tới đặt tay lên vai Suvan, cô tắt máy nói đây là quà sinh nhật của em, lần đầu tiên anh được nghe. Còn em ngày nào cũng nghe, anh có thể nghe lại lần nữa được không? Dong Ju ngồi nghe giọng mẹ nói mà nước mắt tuôn trào. Suvan đến ôm anh vào lòng vỗ về an ủi, cô còn đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi Dong Ju. Sau đó Suvan mặc áo cho Dong Ju vào bếp, hai người cùng ngồi ăn cơm bên nhau rất hạnh phúc. Còn bác sĩ Kang ngồi uống rượu cùng Misu, anh hỏi cô biết chuyện Dylan là bắt Dong Ju từ khi nào vậy? Có phải mọi người đều nói dối tôi? Bên này trong lúc Dong Ju rửa bát, Suvan lén vào phòng anh, cô đặt lại máy ghi âm trong học bàn. Bỗng Suvan nhìn thấy rất nhiều thư gửi cho cô bị trả lại, Dong Ju mở cửa vào định lấy lại nhưng Suvan không cho. Em có viết cho anh lá thư nào đâu, em đâu có biết địa chỉ của anh, không lẽ em không nhận được thư anh để lại lúc ở bệnh viện sao? Thư nào chứ em có thấy đâu, nhưng thật lạ khi chúng được trả lại. Còn giám đốc Lee xem lý lịch của Dong Ju và hình hai mẹ con họ. Cô nhớ lại lúc lén vào phòng tiêm thuốc làm tim bệnh nhân ngừng đập mà hết hồn. Bên này Dong Ju đưa Suvan về nhà, hai người vui vẻ tạm biệt nhau. Hee-un ngồi trong xe nhìn họ hạnh phúc mà đau đớn. Anh về nhà thì gặp mẹ yêu cầu anh hãy kết thúc với Suvan đi vì cô ấy là người xui xẻo. Hôm sau bà gọi bác sĩ Choi đến gặp. Có chuyện gì mà chị lại gọi tôi vậy? Anh đang nhờ viện trưởng cho anh vào bệnh viện làm lại phải không? Tôi sẽ cho anh tọa nguyện nhưng đổi lại tôi có điều kiện. Sau đó bà đến gặp Suvan, nhìn vào mắt cô mà sợ hãi. Bà hỏi con có yêu Hee-un không? Con đã nói với anh Hee-un là con không thể lấy anh ấy. Con từ chối có phải vì con có người đàn ông khác không? Nhưng Suvan không nói, xin phép cô rời đi. Lúc này bà nhận cuộc gọi giám đốc phòng cảnh sát gọi. Còn ở đây cảnh sát Kim đang quan sát xe đậu bên ngoài. Sau đó ông đến tiệm bán xe hỏi về chiếc xe đã được bán trước đây. Về nhà ông ngồi nghiên cứu cùng Misu. Cô nói sao mình không gửi đơn tái điều tra. Không được, tôi có một dự cảm xấu từ lâu rồi. Tối đến Dong Ju và Suvan ngồi ngắm sao trên sân thượng của đài khí tượng. Rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước ngàn vì sao lấp lánh. Ngày hôm sau Hee-ju đến nhà Dong Chan nhận việc chăm sóc cho Chin Mo. Còn Suvan đến gặp mọi người ở nhà hàng. Bà hỏi Suvan à, con có thể lấy Hee-un nhà cô chứ? Con đã nói rồi mà con không thể. Chúng ta chấm dứt ở đây được rồi. Hee-un đến dắt Suvan ra ngoài, tại sao em không nói đã gặp mẹ anh? Nhưng Suvan bỏ vào thang máy, bà nói thật là đáng tiếc chúng ta không thể thành thông gia rồi. Ra ngoài bà yêu cầu con trai hãy kết thúc đi, đừng để mất hình tượng nữa. Cuối ngày khi Dong Chan và Tae đi làm về thấy ngôi nhà mà hết hồn, còn Dong Ju tới hỏi hôm nay em có chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày Suvan hủy hôn, gặp gỡ và chấp nhận tấm lòng của ai đó trách nhiệm rất nặng nề, giờ em mới cảm nhận được bác sĩ Kang rồi sẽ hiểu trái tim Suvan thế nào. Dong Ju à, em phải làm gì khi tình yêu của chúng ta trở thành đau thương hả anh? Hai người tựa đầu vào nhau cảm nhận được niềm hạnh phúc. Hôm sau tại bệnh viện, viện trưởng nhìn thấy bác sĩ Choi mà ngạc nhiên. Bác sĩ Jun cho biết chính giám đốc Lee đã thuê cậu ấy vào làm ở nhà thuốc của bệnh viện đó. Ông vào phòng giám đốc Lee hỏi chuyện này là sao? Tôi không muốn anh ta làm phiền anh, để kẻ thù ở gần mình sẽ dễ kiểm soát hơn đúng không? Còn tại phòng cấp cứu, bác sĩ Kang làm việc mà tâm trạng rất mệt mỏi. Còn ở tại đội cứu hộ, mọi người đang họp thì Dong Ju nhắn tin cho Suvan hẹn hò. Thế là hai người dắt nhau đi mua sắm. Dong Ju bảo hôm nay là ngày của bố mẹ anh, muốn tặng một món quà em hãy chọn giúp anh. Sau khi Suvan chọn giúp Dong Ju một món quà,
Anh còn dắt Suvan vào mua túi sách tặng cô, sau đó hai người nắm tay nhau về nhà. Dong Ju nhờ Suvan tặng quà cho bố dùng vì anh sợ bố gặp anh sẽ thất vọng. Suvan vào phòng tìm bố mà không thấy, bất ngờ cô nhìn thấy lá thư mà trước đây Dong Ju đã để lại. Lúc này bố đi vào Suvan hỏi tại sao bố lại làm như vậy. Bố nghĩ sẽ tốt hơn nếu như con không biết gì, lúc đó con còn trẻ, bố nghĩ thời gian trôi qua rồi hình ảnh cậu ta sẽ mờ nhạt dần. Sao bố có thể lừa dối con gái mình suốt 12 năm như vậy, trong khi đó bố đã nhìn thấy Dong Ju còn con lại luôn tìm kiếm anh ấy. Tại sao bố lại làm như vậy chứ? Vì số phận của hai đứa buộc phải đi hai con đường khác nhau để mà hạnh phúc hơn. Bố muốn cho con cuộc sống tươi đẹp vì bố là bố của con. Rốt cuộc bố là người như thế nào con thật sự không hiểu rồi bỏ đi. Cô lên xe buýt lấy thư Dong Ju gửi ra xem mà nước mắt không ngừng rơi. Dong Ju mở cửa ra thì thấy Suvan, sao em lại ở đây? Cô không nói gì ôm chầm lấy anh khóc nức nở, em xin lỗi Dong Ju à. Sau đó Dong Ju gọi báo cho bố biết Suvan đang ở đây, mai con sẽ đưa cô ấy về. Sáng hôm sau Dong Ju làm đồ ăn sáng cho ba người cùng ăn. Sau đó hai người ngồi nhớ lại những khoảnh khắc đã qua mà tiếc nuối. Hôm sau khi ông về nhà thấy con gái đang nấu ăn chờ bố về, sau đó hai bố con ngồi bên nhau. Suvan bảo bố nói theo thời gian con sẽ quên, vậy bố đã từng quên được mẹ chưa? Cô quỳ xuống nắm tay bố, Dong Ju khiến con có cảm giác được hạnh phúc. Con xin lỗi vì đã làm cho nhiều người bị tổn thương nhưng mà con mong muốn được hạnh phúc. Ông chỉ biết đau lòng nắm bàn tay con gái mà rơi nước mắt. Hôm sau ông đến mộ thăm vợ tâm sự với bà. Hee-sun à, em biết tình cảm anh dành cho cậu bé đó là thật lòng mà. Bây giờ anh phải làm sao đây hả em? Sau đó ông cùng Dong Ju ngồi câu cá. Con nghe Suvan nói bố uống rất nhiều rượu đắng. Bố hãy giữ gìn sức khỏe vì trái tim bố không được khỏe mà. Dong Ju à, con có ghét ta không? Con không ghét bố, chỉ là có hơi thất vọng thôi. Ta mong con hãy làm cho nó hạnh phúc rồi bỏ đi. Dong Ju nói vọng theo cảm ơn bố nhiều lắm. Sau đó Dong Ju đến bệnh viện nắm tay kéo Suvan ra ngoài ôm lại. Anh cho cô biết viện trưởng đã đồng ý rồi. Hai người vui mừng ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Lúc này bác sĩ Choi đi ra nhìn thấy hai người họ rồi cười nham hiểm. Về nhà hai người mua bánh kem chúc mừng ngày bố đồng ý chuyện hai đứa. Hee-ju hỏi anh ấy đã cầu hôn chị chưa? Suvan bảo anh ấy chưa hề. Hee-ju tức giận lấy bánh kem chét lên mặt anh trai bảo anh là đồ ngốc rồi bỏ về phòng. Suvan cười vẹt thêm lên mặt anh. Ở đây cảnh sát Kim đến nhà gặp giám đốc Lee hỏi đây có phải là nhà công tố Kang không? Anh là ai vậy, có chuyện gì sao? Tôi muốn hỏi về bảo hiểm của chiếc xe chị mua trước đây thôi. Tôi không nhớ gì hết, giờ tôi phải đi làm rồi. Còn Mi-su gặp bạn đưa bột màu chiếc xe gây tai nạn nhờ phân tích. Đó là bằng chứng duy nhất về vụ tai nạn đó. Còn ở đồn đội cứu hộ chạy tới nơi người gặp nạn. Dong Ju kiểm tra thấy nạn nhân đã ngừng đập nên đưa máy thực hiện kích điện. Tiếp theo Dong Ju tiêm thuốc vào tay cho nạn nhân và tiếp tục thực hiện kích điện. May mắn tim bệnh nhân đã đập trở lại. Dong Ju bảo thời kỳ nguy hiểm đã qua, giờ ta phải nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Đến phòng cấp cứu, bác sĩ kiểm tra cho rằng bệnh nhân này thật may mắn khi có trưởng khoa cấp cứu kịp thời. Khi hai người ra về thì gặp Hee-un đi vào. Hai bên nhìn nhau rồi quay đi như không hề quen biết. Bên ngoài bác sĩ Choi đến gọi Suvan hỏi thăm cô và còn cố ý làm quen với Dong Ju. Về phòng ông ta xem hồ sơ, rồi nhớ lại điều kiện của giám đốc Lee khi cho ông trở lại bệnh viện là bí mật của anh dùng đe dọa viện trưởng hãy tiết lộ khi tôi ra lệnh. Về đội Suvan nói với Dong Ju chiều nay bố muốn gặp chúng ta, còn giám đốc Lee nghĩ đến việc cảnh sát Kim đến hỏi về chiếc xe mà thần thờ. Bỗng có điện thoại giám đốc phòng cảnh sát gọi bảo có chuyện cần bàn gấp. Bên này khi hai người về nhà gặp bố, ông đề nghị hai con nên qua Mỹ sống, nhưng cả Dong Ju và Suvan đều không đồng ý. Còn ở đây giám đốc Lee hỏi sao ông lại để người đàn ông đó tìm đến nhà tôi. Tôi xin lỗi thưa giám đốc nhưng bên tư pháp họ đã mở cuộc điều tra rồi. Nếu như có kết quả mà con trai nạn nhân muốn điều tra lại thì mọi chuyện sẽ rắc rối. Ông hãy khiến cho cảnh sát Kim và Mi-su bỏ cuộc đi. Còn Dong Ju tôi sẽ ngăn cậu ta lại. Hôm sau Dong Ju đến nói với đội trưởng sẽ tới bệnh viện Sejong vì hôm nay có buổi thuyết trình ở đó rồi tạm biệt mọi người. Đến buổi thuyết trình Dong Ju giải thích cho đội ngũ bác sĩ nghe về quá trình cấp cứu cho nạn nhân của đội cứu hộ. Bên này viện trưởng nói với giám đốc Lee tôi đã đồng ý cho hai đứa nó bên nhau, nhưng tôi sẽ ép cho hai đứa nó qua Mỹ sống. Nếu bọn trẻ biết được những việc tôi làm chúng sẽ không thể chịu nổi. Đáng lý tôi phải là người trải qua địa ngục đó chứ không phải chúng nó. Ở đây buổi thuyết trình kết thúc, các bác sĩ ra ngoài. Dong Ju vào gặp viện trưởng nói chuyện, ông hỏi công việc sao rồi. Bệnh viện phối hợp với đội cứu hộ rất tốt thưa viện trưởng. Lúc này bác sĩ Choi đến, Dong Ju đứng lên chào bác sĩ Choi rồi xin phép ra về. Nếu như tôi không nghe lầm thì cậu ấy gọi ông là bố phải không, rồi cười bỏ đi. Dong Ju trở lại đội cứu hộ hỏi Suvan, nhưng mọi người nói cô ấy vừa đi rồi. Khi Dong Ju về nhà thấy Suvan đang nấu ăn, anh tới ôm chầm lấy cô từ phía sau, vào phòng hai người trao đổi thư cho nhau. Tối đó Dong Ju ngồi đọc thư Suvan đưa mà cảm thấy rất vui. Hôm sau Suvan nhận được lệnh đến cấp cứu bệnh nhân. Nhưng khi đưa bà ra xe đến bệnh viện thì bà sợ hãi không chịu vào, thế là Suvan đành gọi taxi đưa bà đi. Trên xe bà bảo có linh hồn người đã khuất ở trên người cô đó. Linh hồn đó đã bảo vệ cô trong thời gian qua đó. Suvan nghĩ đến cô Su Hoa nên rất vui. Đến phòng cấp cứu, Hee-un mặt bí xị ký giấy cho Suvan. Về đội Suvan ngồi buồn thì Dong Ju đến hỏi.
Em đang hối lỗi vì cảm thấy mình quá đáng. Ở đây mẹ đến gặp con trai hỏi Suvan là ai mà làm con thành như vậy. Con không biết là Suvan sẽ kết hôn với Dong Ju và đi Mỹ. Vậy nên con hãy mau tỉnh táo lại đi rồi bỏ về. Còn Dong Ju đem thuốc đến cho cảnh sát Kim. Misu cho rằng dù đã bị tiêu hủy, nếu có kết quả chúng ta sẽ tìm ra mẫu xe, thậm chí cả năm sản xuất. Vấn đề là chúng ta có tìm được chiếc xe đó hay không thôi. Nếu không có bằng chứng thì việc điều tra sẽ rất khó phải không? Tôi luôn mong sẽ bắt được hung thủ đã gây ra cái chết cho mẹ tôi. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Còn Suvan đến chỗ làm mới biết hôm nay Dong Ju được nghỉ. Cô ra ngoài gọi cho anh chất vấn hôm nay nghỉ làm anh đi đâu. Dong Ju cười bảo anh đi hẹn hò một người rất quan trọng rồi cúp máy, làm Suvan chưa kịp hỏi thêm gì. Anh đi leo núi cùng bố lên tới đỉnh cao nhất. Khi hai người ngồi nghỉ, Dong Ju hỏi về mẹ Suvan. Con nghe cô ấy nói mẹ mất là vì cô ấy nên cô ấy cảm thấy có lỗi với bố. Con bé nói với con như vậy sao? Khi ta gặp mẹ Suvan lần đầu, ta biết bà ấy chính là định mệnh của đời ta. Rồi hai bố con nắm tay nhau cười nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Lúc này bạn Misu đã có kết quả về chiếc xe. Misu liền gọi cho cảnh sát Kim báo. Giám đốc phòng cảnh sát cũng theo dõi Misu. Ông gọi báo cho giám đốc Lee đã có kết quả chiếc xe nên chúng ta phải nhanh lên. Nếu con trai nạn nhân xuất ngoại sớm thì sao? Nếu con trai nạn nhân yêu cầu điều tra lại thì Misu và Kim In-seon sẽ không từ bỏ điều tra đâu. Bên này Suvan vừa tan ca về thì Dong Ju đến gặp. Cô tỏ vẻ giận dỗi Dong Ju nhưng anh cười nắm tay cô đi đến chiếc xe đang đậu. Anh cố gắng để sắm được chiếc xe chở em đi làm. Em chính là vị khách đầu tiên của anh. Ở đây giám đốc Lee gặp bác sĩ Choi yêu cầu hãy nói bí mật cho bắt Dong Ju biết. Còn Dong Ju chở Suvan đến viện bảo tàng thiên văn. Hai người đi vào nhìn thấy cây treo thiệp tỏa sáng rực rỡ. Suvan nhìn những món quà dưới gốc cây hỏi đây là gì. Đây là quà sinh nhật của em anh đã mua trong 12 năm. Hai người cùng mở những món quà ra xem mà thích thú. Sau đó Dong Ju đến trước mặt Suvan nói những lời đầy ngọt ngào. Rồi đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn cô. Suvan à, em có đồng ý làm vợ của anh không? Cô nhìn anh gật đầu cười chiều mến. Dong Ju liền đeo vào tay cô chiếc nhẫn. Hai người ôm nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Sau đó Dong Ju đưa Suvan về nhà. Khi Suvan vào nhà, anh còn luyến tiếc ôm lấy cô không muốn rời xa. Viện trưởng đứng trong nhà nhìn ra thấy hai đứa hạnh phúc như vậy cũng an lòng. Cô vào nhà gặp bố nói con cảm ơn bố vì giờ con đang rất hạnh phúc. Hôm sau xe cứu hộ 119 đến cấp cứu cho bệnh nhân, nhưng bệnh nhân nói tim bị đau mà lại không có tiền sử bị bệnh tim. Thế là Teddy chạy ra ngoài lấy đồ, thấy bệnh nhân đang mệt, Suvan bối rối gọi cho Dong Ju báo cáo. Anh yêu cầu Suvan hãy bình tĩnh, anh bảo Suvan hãy massage động mạch cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân đã khỏe hơn, cô gọi báo với Dong Ju, về đội Suvan và ôm chầm lấy Dong Ju từ phía sau. Cảm ơn anh đã giúp em cứu được cô ấy. Dong Ju quay qua chuẩn bị hôn cô thì nghe tiếng mọi người người nói, cả hai liền úp mặt vào trong. Dong Ju cho rằng vậy là không được rồi, giờ chúng ta phải công khai thôi. Trong khi đó Misu về sở cảnh sát thì thấy đồ đạc của mình đã được gom lại hết. Đồng nghiệp đến bảo cô được điều tới bộ giao thông. Misu tỏ ra tức giận và gặp giám đốc phòng cảnh sát, hãy nói cho tôi biết vì sao tôi lại bị điều qua bộ giao thông. Vì bên đó đang thiếu nhân sự và cần một cảnh sát nữ, thế là cô đành tức giận bỏ ra ngoài. Sau đó giám đốc Jun ăn tối cùng cảnh sát Kim, ông dụ cảnh sát Kim đến làm bảo vệ ở khu dưỡng lão. Nhưng cảnh sát Kim hẹn sau 3 tháng nữa mới đi làm được. Đây là cơ hội cuối cùng đó, đừng như trước kia nữa, cậu hãy đi nhanh đi. Bên này Dong Ju đưa Suvan về nhà mình. Anh yêu cầu Suvan hãy nhanh chóng công khai với mọi người trong đội đi, nhưng Suvan vẫn chưa muốn. Hôm sau khi Dong Ju đang đợi Suvan thì Choi Chu San gọi, ông ta đề nghị được gặp Dong Ju vì tôi có chuyện muốn cho cậu biết. Thế là anh gửi tin nhắn báo có việc cần đi trước cho Suvan. Anh gặp bác sĩ Choi hỏi đột nhiên chú gọi cháu ra có chuyện gì. Viện trưởng John đã chăm sóc cho cậu đi học bác sĩ là để che giấu cho tội ác của mình thì cậu nghĩ sao? Đây là bệnh án của mẹ cậu, cô Su Hoa. Viện trưởng John biết cô Su Hoa định hiến mắt trước khi làm phẫu thuật. Nếu cô Su Hoa chết thì ông ấy thừa biết con gái ông ấy Suvan sẽ nhìn thấy được ánh sáng. Khi thấy dấu hiệu đèn xanh tôi đã tới, nhưng viện trưởng John thay vì cứu sống bệnh nhân lại gỡ ống oxy ra. Ông tưởng là nói như vậy tôi sẽ tin sao? Tất nhiên là không tin rồi, nhưng sự thật lúc nào cũng khiến người ta đau lòng, rồi đứng lên bỏ đi. Còn Suvan đứng ngắm áo cưới mà thích thú, Dong Ju cầm bệnh án của mẹ lang thang trên đường mà tự nhủ không thể nào như vậy. Về nhà anh mở bệnh án ra xem rồi đi tìm bác sĩ phụ trách ca mổ, lúc đó hỏi, anh ta cho biết lúc đó nhờ viện trưởng mà ca phẫu thuật thành công. Nhưng khi thấy báo hiệu đèn xanh chúng tôi chạy tới, viện trưởng đã có ở đó rồi. Hôm sau ở đội cứu hộ, Suvan hỏi đội trưởng sao không thấy Dong Ju đâu hết. Ông cho biết hôm nay cậu ấy xin nghỉ, còn bác sĩ Choi đến báo cáo cho giám đốc Lee là đã nói cho Dong Ju biết rồi. Riêng Suvan đứng nhìn túi sách Dong Ju tặng mà có một cảm giác bồn chồn lo lắng rồi bực bội ra về. Ở đây Dong Ju buồn bã đứng trước nhà Suvan nhìn lên cửa sổ. Suvan về thấy nên tới hỏi anh sao vậy, cả ngày em gọi cho anh không được nên rất lo. Anh xin lỗi, chỉ là do có chút chuyện thôi. Khi Dong Ju quay đi, Suvan gọi anh hẹn mai gặp lại. Anh tiếp tục đến gặp bác sĩ Choi và cho rằng 12 năm tiếp xúc với viện trưởng tôi không nghĩ ông ấy là người như vậy. Không có bí mật nào giấu được, hoài sự thật sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi. Đó chính là mục đích của tôi khi gặp cậu rồi bỏ đi.
Dong Ju về nhà tiếp tục nghiên cứu về hồ sơ bệnh án của mẹ lúc đó. Anh nghĩ tình trạng sau phẫu thuật của mẹ lúc đó không có dấu hiệu xấu đi, nhưng tại sao lại đột nhiên chuyển nặng? Chắc chắn để lý giải chuyện này thì đã có một ai đó tác động lên bệnh nhân. Dong Ju tức giận hất tung hết hồ sơ bệnh án. Hôm sau, Su Van vào phòng Dong Ju nghĩ không gọi điện cũng không tới đón. Lúc này, đội trưởng vào hỏi có chuyện với Dong Ju hay sao. Tại cậu ta gọi điện xin nghỉ phép luôn. Tôi thấy cậu ta có chút gì đó bất thường, cô thử tìm hiểu xem. Còn Dong Ju lái xe ra biển, anh nhớ lại lúc ra nắm tay bác sĩ cảm ơn. Rồi đến bên mộ mẹ đau lòng hỏi không phải là sự thật phải không mẹ? Bây giờ con phải làm sao còn Su Van nữa, rồi khóc ngất gọi mẹ ơi. Ở nhà, Su Van nằm ngủ bỗng thấy ác mộng nên giật mình hoảng hốt. Hôm sau đến phòng cấp cứu mà tâm trạng Su Van cứ thần thờ. Hi-un thấy nên ra hỏi có chuyện gì xảy ra sao vậy? Su Van lắc đầu bảo không có. Thế là Hi-un nói vậy em làm việc chăm chỉ nhé rồi quay người bỏ đi. Hết giờ làm, Su Van buồn bã đến nơi thờ mẹ hỏi Dong Ju không sao phải không mẹ. Rồi cô buồn bã ngồi đợi ở công viên trước nhà anh. Bỗng Su Van thấy Dong Ju với vẻ mặt phờ phạt bước tới. Anh Dong Ju bị sao vậy, anh có biết là em đang lo đến mức nào không? Dong Ju nhào tới ôm Su Van mà nước mắt tuôn trào rồi ngất lịm. Dong Ju nằm nhớ đến lời chăn chối của mẹ hiến mắt cho Su Van trước lúc ra đi. Lúc này Su Van vào hỏi anh đã tỉnh táo hơn chưa. Dong Ju không nói gì ôm chầm lấy cô mà nước mắt không ngừng rơi. Hôm sau anh tỉnh lại đến mở học bàn thì thấy máy thu âm của Su Van để lại. Anh lấy mở ra nghe những gì Su Van nói trong đó mà nước mắt lại rơi. Bên này cảnh sát Kim đến gặp Mi Su lúc cô đang trực giao thông. Chú thấy cháu làm công việc này cũng hợp lắm đó. Rồi đến bên Mi Su bảo cô không cảm thấy trùng hợp sao. Tôi và cô cùng điều tra vụ đó ngay khi vừa gần đủ bằng chứng thì cô bị điều đi. Tôi đã kiểm chứng kết quả cô đưa tôi rồi. Giờ chỉ cần xác nhận xe ở phế thải mà thôi. Rồi ông qua đường thì có người lén chụp hình ông. Cảnh sát Kim đến khu để xe ở phế thải thì có người dùng gậy đánh ông ngất đi. Lúc này Dong Ju đến bệnh viện gặp bác sĩ Choi. Những gì mà chú từng kể với tôi, tôi sẽ coi như chưa từng nghe, vì vậy chú đừng kể với bất kỳ ai. Cậu không nghĩ tới người mẹ chết quan của cậu sao? Chính John Chi Bơm đã giết bà ấy đó. Dong Ju tức giận tới nắm áo bác sĩ Choi bảo tôi không muốn nghe từ miệng ông những gì liên quan tới mẹ tôi rồi bỏ đi. Hi-un đứng một góc nghe hết mọi chuyện. Sau đó Dong Ju vào phòng gặp viện trưởng. Con đến đây vì có chuyện muốn hỏi. Ông đến đặt tay lên vai Dong Ju hỏi con bị làm sao vậy, nhưng Dong Ju gạt tay ông xuống bảo con không sao. Dong Ju nhìn ông mà nghĩ hãy nói không phải đi, bố con xin hãy nói là không phải, nhưng anh không dám hỏi mà nói theo như ý của viện trưởng chúng con sẽ đi Mỹ, rồi cúi chào ông đi ra. Trên đường Dong Ju lái xe về mà trong đầu cứ bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ. Anh thắng xe gấp lại tự nhủ với lòng rằng không được hoài nghi, chỉ nghĩ đến Su Van. Trong khi đó Mi Su đang làm thì nhận cuộc gọi báo cảnh sát Kim gặp chuyện, cô chạy đến bệnh viện hỏi bác sĩ Kang ông ấy bị làm sao rồi. Não bộ bị tổn thương rồi nên phải phẫu thuật gấp, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Mi Su nghĩ đã quá rõ ràng rồi, họ muốn diệt khẩu đây mà. Bên này giám đốc Lee gọi điện cho giám đốc Jun, bà bảo tôi yêu cầu anh xử lý đơn giản, sao anh lại gây ra chuyện lớn như vậy. Tôi muốn dứt khoát một lần nhưng số anh ta lớn, tôi sẽ xử lý gọn ghẽ, bà cứ an tâm. Còn Dong Ju vừa về nhà thì thấy Su Van đang nấu ăn, anh tới ôm cô vào lòng bảo anh đã về rồi. Su Van hỏi anh bị làm sao vậy. Dong Ju ôm cô nói cho dù có chuyện gì đi nữa mình cũng đừng chia tay nhé em. Khi Dong Ju chở Su Van về đến nhà, cô hỏi tại sao lần trước anh biến mất, anh muốn một mình để bình tĩnh suy nghĩ lại. Su Van à, chúng ta mau kết hôn đi rồi sau đó sẽ sang Mỹ sống, làm sao có thể bỏ bố một mình mà đi như vậy chứ, đó là mong muốn của bố. Ông muốn anh phát triển sự nghiệp ở Mỹ, do trước anh nói không muốn đi em chưa nghĩ đến chuyện này. Vậy từ giờ em hãy suy nghĩ đi, anh mới phải suy nghĩ đó, điều anh nói bây giờ có chính xác hay không, rồi tức giận bỏ vào nhà. Sáng hôm sau Dong Ju ra hỏi em gái đi đâu vậy. Hae Ju cho biết em đi leo núi, còn Hi-un ngồi trong phòng nhớ đến những gì bác sĩ Choi nói. Thế là anh gọi hẹn gặp bác sĩ Choi. Anh hỏi lúc hai người trên sân thượng nói chuyện gì vậy, nhưng anh ta bảo không có chuyện gì, do trước đây tôi phụ trách trị bệnh cho mẹ Dong Ju nên cậu ta hơi kích động. Sau đó bác sĩ Choi lập tức vào báo cáo với giám đốc Lee, bà yêu cầu bác sĩ Choi tuyệt đối không được nói với ai. Bên này Mi Su ra gặp Su Van, cô nói chuyện tai nạn của mẹ Dong Ju bên mình đã điều tra lại rồi. Có lẽ vì chuyện đó nên anh ấy buồn, cậu nói với Dong Ju chuyện điều tra cứ giao cho cảnh sát, hai người đừng cãi nhau nữa. Bỗng Mi Su có điện thoại nói cảnh sát Kim đã tỉnh nên cô liền chạy đi, còn Hae Ju đang leo núi một mình thì thấy chùm hoa cách cách. Thế là cô cố leo lên dốc để bẻ, ai ngờ bị ngã, đội cứu hộ liền lên đường chạy đến, khi đến nơi thì thấy là Hae Ju. Sau khi kiểm tra vết thương cho cô thì đội cứu hộ đưa cô lên băng ca, nhưng khi khiêng Hae Ju đi thì te đi lại không nhấc lên cao nổi. Cuối cùng chú Dong Chan cõng cô chạy xuống núi. Bên này đội cấp cứu nhận được lệnh khẩn cấp, Dong Ju lái xe chở Su Van chạy đi. Đến địa điểm xảy ra tai nạn, bác sĩ đưa cho Dong Ju quả tim yêu cầu anh nhanh chóng đem đến bệnh viện cho kịp ca phẫu thuật. Thế là hai người đem quả tim chạy đến bệnh viện. Bố mẹ bệnh nhân trong ca phẫu thuật cúi đầu cảm ơn hai người rất nhiều vì đã kịp thời đem tim đến. Trên đường trở về lại đội, Su Van hỏi Dong Ju người cho em đôi mắt là người như thế nào nhỉ? Em mang cả phần của người đó và cố gắng nỗ lực mà sống.
Dong Ju nhớ lại lời chăn trối của mẹ, nếu kết quả không tốt thì sẽ cho đôi mắt của mẹ cho Suvan, nhưng tuyệt đối không được cho Suvan biết. Hôm sau tại bệnh viện Hyun vào lấy thông tin về cuộc phẫu thuật của cô Su Hoa 12 năm trước, lúc đó viện trưởng chính là người phẫu thuật, bắt Dong Ju là người giám hộ. Sau đó giám đốc Lee gặp con trai yêu cầu hãy dừng điều tra lại đi, con không thể làm được vì con nghe vài chuyện lạ giữa viện trưởng và Dong Ju, chuyện đó không liên quan tới con. Tất cả những chuyện liên quan đến Suvan đều là của con, đáng lẽ ra Suvan, viện trưởng John và Dong Ju không nên xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Tất cả bọn họ đều không có ích gì hết. Hyun sững sờ nhìn mẹ rồi hỏi việc đó mẹ cũng biết phải không? Bên này Mi Su hỏi tiền bối là ai làm vậy? Tên đó sao mà tôi biết được chứ? Tuy tôi bị đánh nhưng không phải chúng ta đã hiểu được chuyện chiếc xe chúng ta đang điều tra. Có thể chúng ta đã tiến gần đến sự thật rồi sao? Từ nay cô phải thay tôi tiến hành điều tra. Thế là Mi Su đến khu xe phế thải để tìm chiếc xe, còn Hyun ở trong phòng nhớ lại lời mẹ nói viện trưởng John đã làm cho mẹ Dong Ju ra đi. Hyun nghĩ sao họ lại có nhân duyên như vậy? Mẹ bảo đó không phải là nhân duyên mà là nghiệp duyên. Thế là Hyun đến gặp Dong Ju. Nghe nói cậu muốn cùng Suvan sang Mỹ phải không? Viện trưởng muốn chúng tôi sang Mỹ. Chứ không phải vì cậu không thể sống cùng với người đã hại mẹ mình trong cùng căn nhà sao? Rốt cuộc anh đang muốn nói gì? Tôi muốn nói người cần phải rời đi là cậu. Bởi vì cậu nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nếu Suvan biết được bố mình đã giết mẹ của người yêu mình. Tôi nhất quyết sẽ không nói cho Suvan biết. Cậu nghĩ có làm được không? Nhưng chỉ cần cậu rời xa Suvan thì có thể bảo vệ Suvan khỏi hiện thực tàn khốc này rồi. Tôi biết cậu rất yêu cô ấy nhưng cậu đừng làm cô ấy đau khổ. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời rồi bỏ đi. Ở đây Suvan nói chuyện với Haeju. Em thấy dạo này anh ấy rất lạ làm em sợ không dám hỏi. Chị có thể an ủi anh em có được không? Về nhà Suvan nghĩ đến dạo gần đây Dong Ju rất mệt mỏi. Cô nhìn chiếc nhẫn nhớ đến lời Dong Ju nói dù mệt mỏi cũng đừng chia tay nha em. Thế là Dong Ju nhận được tin nhắn Suvan hẹn ra ngoài. Anh vừa đi ra Suvan đến bảo cho em mượn xe một chút đi. Sau đó cô lái xe chờ anh đi đến một nơi. Hai người nắm tay nhau đi dạo. Dong Ju à, khi không thấy anh ở đâu em cứ tưởng là anh lại biến mất. Em thật sự rất sợ, trái tim em dường như muốn ngừng đập. Em sẽ không hỏi anh đã đi đâu và làm gì. Bởi vì điều quan trọng bây giờ là anh đã quay về bên em. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nắm tay đi mãi như vậy nhé anh. Khi hai người đến một ngôi nhà, Suvan đề nghị Dong Ju hôm nay hãy đọc sách cho em nghe. Thế là cô gác đầu lên đùi Dong Ju nghe anh đọc sách. Những kỷ niệm ngày hai đứa bên nhau hiện về, vui có buồn có hạnh phúc có và cũng đong đầy bao nhiêu là nước mắt. Suvan ngồi dậy hỏi sao anh lại muốn khóc rồi. Bởi vì câu chuyện làm anh thấy cảm động, sau đó hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Sáng hôm sau Suvan thức dậy không thấy Dong Ju đâu, cô đi ra thì thấy anh đang nấu ăn dưới bếp. Suvan nhẹ nhàng bước tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. Hai người đang tận hưởng cuộc sống ngập tràn hạnh phúc, còn Hyun đứng suy nghĩ rất nhiều về những lời Dong Ju nói sẽ bảo vệ Suvan suốt đời. Lúc này mẹ vào bảo lâu lắm rồi con mới tới đây, ra ngoài Hyun hỏi bác sĩ Choi có tin tưởng được không. Đừng để ông ta nói chuyện với Suvan, con không cần phải can thiệp vào chuyện đó, con muốn can thiệp vì con chỉ mong bảo vệ Suvan mà thôi. Từ nay con sẽ không để cho mẹ thao túng con nữa. Trong khi đó Dong Ju đưa Suvan về nhà, hai người còn hẹn mai gặp lại. Hôm sau Suvan nhận được lệnh điều động khẩn cấp. Khi đội cứu hộ chạy đến, bà lão nói mình bị hạ đường huyết nên nhờ mua kem. Thế là ba người ngồi ăn kem với nhau. Teddy hỏi sao bà lại sống một mình. Bà bảo vì còn con cái kiếm tiền nên viện dưỡng lão không nhận. Bên này Dong Ju đến thăm cảnh sát Kim. Anh hỏi không lẽ chuyện này có liên quan đến chuyện mẹ tôi. Tôi cảm thấy chuyện này còn có âm mưu rất lớn. Tất cả là tại tôi nên chú mới ra cớ sự này. Giờ chú hãy dừng lại đi. Mi Su hỏi có phải anh bị điên không. Việc này không đơn giản nên chúng tôi rất coi trọng anh có biết không hả? Dong Ju cho rằng những việc ở trong quá khứ dù có điều tra thêm mẹ tôi cũng không sống lại được. Tôi không muốn liên lụy đến bất cứ người nào thêm nữa. Suvan và tôi sắp đi Mỹ rồi, tôi không muốn dính đến quá khứ làm gì nữa. Nhưng khi Dong Ju ra về, cảnh sát Kim cho rằng việc này đã không còn là việc riêng nữa nên tôi và cô không thể dừng lại. Còn Dong Ju vào phòng gặp viện trưởng. Anh nhờ viện trưởng hãy thuyết phục Suvan dùng rồi bỏ đi. Ra ngoài anh nhớ lại những lần câu cá cùng ông bên hồ, cùng leo núi với ông rất vui vẻ hạnh phúc biết bao. Anh tự nhủ nếu rời xa ông thì nỗi đau này sẽ biến mất. Bên này Mi Su ôm một thùng tài liệu điều tra về vụ tai nạn của cô Su Hoa đến cho Suvan. Cậu hãy đưa cái này cho Dong Ju, nói là nếu anh ta muốn dừng điều tra thì hãy hủy bỏ những thứ này đi. Suvan đem thùng tài liệu vào phòng Dong Ju. Khi anh về phòng thấy thùng tài liệu nên lấy ra xem, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Suvan. Nhưng Suvan ngồi lặng lẽ trong phòng không bắt máy. Sau đó cô đến bệnh viện hỏi về người đã hiến mắt cho cô trước đây, nhưng y tá không thể để lộ thông tin về người tặng và người được tặng. Thế là cô đến trung tâm cấy ghép hỏi bác sĩ Jin, anh đưa cho cô toàn bộ tư liệu về người đã hiến mắt. Suvan cầm xem mà như chết lặng. Lúc này Dong Ju đi ra thấy Suvan đứng bên ngoài chờ anh. Dong Ju à, bây giờ em muốn đến một nơi. Cô cầm bó hoa đặt trước di ảnh mẹ Su Hoa. Cô hỏi anh người mà đã tặng đôi mắt cho em. Người mà em luôn biết ơn đó chính là cô Su Hoa phải không? Cô đặt tay lên hình mẹ, nhớ lại lúc mẹ ôm cô vào lòng an ủi. Bà nói mẹ thật sự muốn cho con đôi mắt này. Suvan òa khóc nức nở, mẹ ơi con đã không biết điều gì hết.
Con không biết đó là đôi mắt của mẹ nên con cảm thấy rất vui. Su Van à, em đừng có như vậy vì đây là nguyện vọng của mẹ. Mẹ muốn Su Van được nhìn thấy nhiều thứ tươi đẹp trước mặt, nhưng tại sao anh lại không nói? Mẹ không cho anh nói vì sợ em buồn. Su Van ngã vào lòng Dong Ju gào khóc, sau đó anh đưa cô về nhà. Su Van hỏi anh nhìn thấy em thế nào, lúc gặp lại em đầu tiên khi mà em nhìn thấy anh. Anh cảm thấy rất thần kỳ rồi anh ôm cô vào lòng, vào phòng Su Van lại nghĩ đến mẹ Su Hoa mà khóc. Lúc này bố vào phòng con gái, cô bảo người đã cho con đôi mắt là cô Su Hoa, mẹ Dong Ju bố cũng không biết phải không? Ông giật hỏi sao con lại biết chuyện này. Khi nghe nói cô Su Van đã hiến mắt nên con đi kiểm tra, con cảm thấy không ổn vì sao không phải là ai khác mà lại là cô Su Hoa. Nhưng mà bố à, anh Dong Ju nói anh ấy rất vui khi con có thể nhìn anh ấy bằng đôi mắt cô Su Hoa, hai bố con ngồi ôm nhau mà khóc. Hôm sau Su Van ở đội cứu hộ mà giàu dĩ, Dong Ju thấy vậy nên dắt cô ra sân hỏi khóc cả đêm hôm qua rồi phải không? Em cũng không muốn mà tại nước mắt cứ rơi, anh nắm tay cô bảo nếu như em là cô Su Hoa thì có muốn em khóc mãi thế không? Khi vào trong Dong Ju nhận được điện thoại của viện trưởng. Hai người gặp nhau, ông bảo Su Van đã biết mẹ con là người đã tặng mắt, bố vốn muốn nó không biết nhưng không ngờ lại như vậy. Tuy nó rất mệt mỏi nhưng đã kiên cường hơn, tất cả là nhờ có con Dong Ju à, ta thật lòng cảm ơn con rất nhiều. Con làm vậy là vì Su Van, con không muốn cho cô ấy biết những chuyện không nên biết rồi bỏ đi. Viện trưởng nghe vậy nên vào phòng gặp bác sĩ Choi hỏi anh đã nói gì với thằng bé. Tôi nói toàn bộ sự thật, những gì tôi nhìn thấy, còn một người phải biết chuyện này nữa đó là Su Van rồi bỏ ra ngoài. Hết giờ làm, Dong Ju đưa Su Van về nhà, anh đưa tay ra yêu cầu Su Van hãy hứa là không được khóc nữa. Su Van ngã vào lòng Dong Ju bảo hãy để như này 5 phút thôi. Bố trong nhà nhìn ra thấy hai đứa, ông nghĩ đến những lời của bác sĩ Choi nói, bỗng tim ông cảm thấy đau rồi gục xuống. Khi Su Van vào nhà thấy bố nằm dưới sàn mà hốt hoảng, cô lo lắng gọi cho Dong Ju quay lại. Khi anh đến định khám thì ông nói bố không sao nên con hãy về đi. Dong Ju bảo vậy viện trưởng hãy nghỉ ngơi đi rồi bỏ ra ngoài. Su Van thấy lạ nên ra gọi Dong Ju à, em hãy cố gắng thuyết phục ông ấy nhập viện đi, nhưng mà anh đi sao? Tình hình của viện trưởng giờ đã ổn định rồi, quay người bỏ đi. Su Van nhìn Dong Ju có một cảm giác rất lạ. Hôm sau ở đội cứu hộ, Dong Ju hỏi viện trưởng sao rồi, bố em không muốn nhập viện. Dong Ju à, việc chúng ta sang Mỹ anh có thể nghĩ lại không? Bên này Hyun hỏi Mi Su gia đình của Dong Ju có ý nghĩa gì với Su Van vậy? Lúc đó tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng của Su Van. Nhưng gia đình Dong Ju đã mang lại cho cậu ấy niềm vui, đặc biệt là mẹ Dong Ju rất tốt với Su Van nên cậu ấy cũng gọi là mẹ. Gia đình họ rất tốt nên tôi muốn tìm ra hung thủ, mà tôi muốn khuyên anh một câu, hãy từ bỏ Su Van đi. Dù hy vọng chỉ còn 1% thôi thì đó cũng là lý do để tôi tiếp tục yêu, rồi tạm biệt Mi Su ra về trước. Còn Su Van về nhà ngồi bên cạnh bố nhìn ông ngủ, bên này Hyun đến gặp Dong Ju uống rượu. Tôi đã nghe chuyện gia đình cậu có ý nghĩa với Su Van như thế nào. Tôi cảm thấy rất đau buồn, chẳng phải cậu cũng mong Su Van hạnh phúc sao? Bố cô ấy làm mẹ cậu qua đời chứ không phải là tai nạn y tế. Sao cậu biết chuyện này mà vẫn muốn sống cùng Su Van? Cậu nghĩ Su Van có thể sống yên ổn sao? Dù cậu có đưa cô ấy đến hoang đảo thì cô ấy vẫn sẽ bất hạnh, bởi vì cậu là người tuyệt đối không thể ở bên cạnh Su Van. Cậu hãy đi một mình đi, nếu ở bên Su Van sẽ làm cho cô ấy đáng thương thêm thôi. Lúc này Mi Su đến gặp chú Jae-hook hỏi có phải chú là người nhìn thấy vụ tai nạn. Ông cho biết lúc đó có cảnh sát Sejong nhờ bắt được phạm nhân còn cho tôi 2 triệu, đó chính là bà cô ngay tại ngã tư Sevon dòng đó. Thế là Mi Su dụ ông ta ăn cơm cùng mình. Khi ăn xong, Mi Su đưa danh thiếp cho chú Jae-hook còn dặn dò ông không được liên lạc với ai. Lúc này viện trưởng uống rượu cùng giám đốc Lee, ông cho bà biết Dong Ju đã biết tất cả rồi. Nhưng nó không hỏi gì hết, 12 năm qua có rất nhiều cơ hội để tôi nói ra nhưng tôi đều trốn chạy, cuối cùng hai đứa nó cũng yêu nhau. Khoảnh khắc tôi đồng ý là tôi vĩnh viễn không còn cơ hội để nói ra tội lỗi của mình, anh cũng chỉ vì hạnh phúc của Su Van thôi. Ở nhà viện trưởng luôn mang vẻ mặt u sầu, ông khuyên con gái hãy cùng Dong Ju sang Mỹ đi càng nhanh càng tốt. Sau khi giải quyết xong việc ở bệnh viện, bố cũng sang Mỹ cùng các con, ông về phòng nhìn hình vợ nghĩ đã đến lúc anh đi tìm em rồi. Anh muốn sớm thoát khỏi cảnh dằn vặt này. Hôm sau tại đội cứu hộ, Dong Ju báo với đội trưởng sẽ quay về Mỹ, bỗng Su Van vào nên đội trưởng ra ngoài. Cô bảo sau khi tan làm anh hãy cùng em đến một nơi, còn Mi Su đến kể cho cảnh sát Kim, ông Jae-hook đã gọi một cảnh sát ra báo nhìn thấy vụ tai nạn. Lúc đó ông ta còn được cho 2 triệu, tuy không biết là ai nhưng mà người đó đã chặn lời khai của nhân chứng. Lúc này giám đốc Lee gọi cho giám đốc phòng cảnh sát bảo bắt Dong Ju đã lựa chọn từ bỏ tất cả để rời đi, bên này ông Kim thì nằm một chỗ không thể làm gì được. Mi Su cũng không có động tĩnh gì, trong khi đó Su Van dắt Dong Ju đến tìm mua nhẫn, cô cười nói bố đã đồng ý cùng chúng ta sang Mỹ rồi. Sau đó Su Van vô tình gặp Hyun ở phòng cấp cứu, ra ngoài Hyun bảo anh hy vọng em được hạnh phúc. Và người làm cho em được hạnh phúc là anh, không phải là bắt Dong Ju đâu. Anh đừng nói nữa, chúng em sắp kết hôn và sẽ qua Mỹ sống, giờ em về đây. Còn viện trưởng thì luôn dằn vặt vì những gì đã làm. Lúc này Su Van qua phòng gặp Dong Ju nói hôm nay em có hẹn nên sẽ về trước. Thế là Dong Ju một mình về nhà thì gặp viện trưởng đứng đợi. Bên này Su Van đi lấy cặp nhẫn đã đặt.
quay lại với viện trưởng, ông hỏi con có chuyện muốn hỏi bố phải không? Con không có đâu viện trưởng, hãy về đi. Ông nắm tay Đông Du lặng lẽ quỳ xuống. Không phải viện trưởng khôi phục nhịp tim cho mẹ con mà là tháo bình dẫn khí hay sao chứ? Không phải viện trưởng xem con là con trai của người mà để chuộc tội nên mới làm như vậy. Viện trưởng sang Mỹ tìm con muốn tách con và Suvan chứ gì? Cuộc đời này của con không còn bố, con sẽ kết hôn với Suvan và sẽ đưa cô ấy đi. Nên viện trưởng đừng nói gì với cô ấy hết rồi bỏ vào nhà. Nhưng hai người đều không biết Suvan đứng bên cạnh đã nghe thấy tất cả. Cô lang thang trên đường mà như người mất hồn. Sự thật quá đau lòng khi nghe những gì Đông Du nói, Suvan đứng không vững mà khuỵu xuống. Cô đến tìm gặp Mi Su hỏi nếu như mình vì hiến tặng cho Đông Du mà giết cậu thì đó là tội gì? Đó là tội giết ngừ, sao cậu lại ví dụ như vậy? Suvan không nói gì, thẩn thờ bước đi. Mi Su nhìn bộ dạng cô vô cùng lo lắng. Lúc này Suvan về đến nhà mà như người mất hồn. Bố ra nhìn thấy bộ dạng con gái nên ra hỏi con bị làm sao vậy? Suvan hỏi sao bố lại làm như vậy với cô Su Hoa? Bố nghĩ là chỉ cần con sáng mắt con sẽ vui sao? Dù phải giết ai đó cho con nhìn thấy con sẽ vui sao? Bây giờ thì con đã hiểu sao bố lại giấu thư Đông Du, sao bố lại lén lút nuôi Đông Du, tại sao lại ngăn cản con và Đông Du, tại sao bố lại vì đôi mắt của con gái mà giết bệnh nhân. Những gì Đông Du nói lúc bố quỳ xuống trước mặt Đông Du là không đúng phải không bố? Suvan à, dù là trong giấc mơ bố đều mong quay lại lúc đó. Mỗi lần nhìn thấy hai con bố đều tự hỏi sao mình lại làm như vậy. Điều duy nhất bố có thể làm là không cho hai con biết việc đó mà sống hạnh phúc. Làm sao con có thể hạnh phúc được chứ? Rồi tức giận bỏ đi. Ông cảm thấy vô cùng đau khổ rồi khuỵu xuống ngất đi. Suvan lang thang đến ngồi ghế bên đường mà đau đớn. Còn Đông Du nhận cuộc gọi của Mi Su nói nên lập tức đến nhà Suvan. Anh gọi điện nhưng không ai nghe máy. Thế là Đông Du vào nhà thì thấy viện trưởng ngất dưới sàn. Đông Du lập tức cõng ông đến bệnh viện cấp cứu. Khi xem kết quả kiểm tra, Hyun bảo tình trạng bác trai rất nghiêm trọng. Bây giờ chỉ có mình cậu mới có thể cứu bác trai mà thôi. Đông Du đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh quyết định là người trực tiếp phẫu thuật cho viện trưởng. Anh vào phòng phẫu thuật nhìn viện trưởng bất động nằm đó. Những lời nói của ông trước đây hiện về. Khi Đông Du bắt đầu phẫu thuật, bên ngoài Hyun cũng lo lắng theo dõi ca phẫu thuật qua màn hình. Lúc này mẹ chạy vào hỏi con đang làm cái gì vậy? Bắt Đông Du và viện trưởng không khác gì kẻ thù, cậu ta muốn giết ông ấy. Con không còn lựa chọn nào khác, con tin ca mổ này chắc chắn sẽ thành công. Nhưng trong lúc mổ bất ngờ huyết áp lại tụt giảm, Đông Du nhìn viện trưởng nằm đó vô cùng lo lắng. Anh cố gắng ấn cho tim đập trở lại, bố ơi bố đừng có đi. Cuối cùng ca mổ đã thành công, Hyun ra gặp Đông Du bảo cậu đã vất vả rồi, viện trưởng có thể sống là một kỳ tích rồi. Mà sao tôi không thấy Suvan đâu vậy? Thế là Đông Du liền bỏ đi trước, anh chạy đến đài khí tượng tìm Suvan mà không gặp. Ở đây Suvan ngồi trong ngôi nhà mà hai đứa từng đến, cô tự trách là tại mình mà mẹ phải ra đi mãi mãi, giờ đến cô Su Hoa cũng tại mình mà bố mới làm như vậy. Tất cả đều là lỗi của mình. Cô nghĩ sao Đông Du có thể gọi ông ấy là bố được, sao anh có thể ôm em như vậy chứ? Cô nhìn chiếc nhẫn nghĩ con trai mẹ sẽ như thế nào, Đông Du đã phải mệt mỏi như thế nào, để thoát khỏi nỗi đau này con phải để anh ấy ra đi thôi. Con phải trốn chạy thôi mẹ ơi, còn Đông Du chạy xe đến nhà Suvan, anh vào trong thấy giỏ sách và hộp nhẫn cô làm rơi. Anh bước tới mở ra xem là cặp nhẫn rất đẹp, Đông Du lo lắng nghĩ giờ em ở đâu Suvan, trong khi đó cô ngồi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên Đông Du. Hôm sau Mi Su đến chỗ xe phế liệu hỏi về chiếc xe đã bị bỏ 12 năm trước, nhưng anh ta luống cuống nói mình không biết rồi bỏ đi. Mi Su nghĩ chắc là anh ta biết gì đó rồi, bỗng Mi Su có điện thoại Đông Du gọi, cô đến gặp Đông Du hỏi Suvan vẫn chưa liên lạc sao. Tôi đã đi đến những nơi cần đến nhưng không gặp, sau đó Suvan đến gặp đội trưởng đưa đơn xin nghỉ việc, cô lo lắng khi nghe đội trưởng nói bố bị bệnh. Ở đây Đông Du cùng Hyun đứng nhìn viện trưởng, anh nói nếu ngày hôm đó không xảy ra tai nạn thì đã không có chuyện này rồi. Hyun nghe hỏi tai nạn của mẹ cậu là tai nạn xảy ra 12 năm trước sau, đúng khi đạp xe vào lúc sáng sớm, bỗng Hyun có điện thoại nên ra ngoài, còn lại mình Đông Du đứng nhìn viện trưởng. Lúc này Suvan chạy vào hỏi đã xảy ra chuyện gì, anh không gọi được cho em nên đến nhà thì thấy viện trưởng bị ngất, anh đã phẫu thuật cho viện trưởng nhưng không biết khi nào ông tỉnh lại. Suvan bảo Đông Du hãy ra ngoài, em muốn ở một mình với bố, cô nắm tay ông khóc ngất là tại con phải không bố, bố ngất mà con không biết còn bỏ ra ngoài. Trong khi đó Mi Su đang ở bãi phế liệu thì ông chú lái xe tới. Mi Su liền hỏi về chiếc xe ông đang đi. Cô mở đầu xe ra kiểm tra thì phát hiện nó là một với chiếc xe gây tai nạn. Thế là ông đưa cô vào trong nói chuyện. Còn Đông Du đến bảo Suvan ra ngoài ăn gì đi. Ra ngoài Suvan nói em đã biết hết rồi. Bây giờ em đã hiểu tại sao trước đây anh lại biến mất. Đông Du à, tại sao anh lại yêu em? Anh đã biết bố em đã làm gì có Su Hoa mà. Em đừng nói nữa Suvan, rồi nắm tay cô kéo đi. Đông Du đưa cô đến nhà thờ. Bố mẹ anh đã kết hôn ở đây. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu ở đây. Suvan nhìn xung quanh rồi nói em không thể. Cô tháo nhẫn ra trả lại cho Đông Du. Từ nay anh hãy ra khỏi đời em đi được không? Không được, anh không làm vậy được. Cô nói anh phải làm rồi lặng lẽ quay đi. Sau đó Suvan đến gặp Mi Su mà buồn rười rượi. Cô nói mình đã chia tay với Đông Du rồi. Nhưng mà mình đau đớn quá, giờ mình phải làm sao đây? Bên này Đông Du ngồi bên viện trưởng. Anh đau đớn bảo Suvan muốn rời xa con.
nhưng trái tim con chỉ có mình Su Van thôi, tại sao viện trưởng lại cho cô ấy biết, rồi anh lặng lẽ bỏ ra ngoài. Hôm sau tại bệnh viện Sejong, giám đốc phòng cảnh sát đến gặp giám đốc Lee nói có chuyện gấp, bất ngờ cảnh sát Kim đứng trên nhìn xuống thấy họ. Ông nói đã tìm thấy chiếc xe gây tai nạn, do chiếc xe quá đắt nên chủ bãi xe đã sử dụng chiếc xe này. Cũng may là đã xử lý phun sơn và thay đổi hình dáng, nên chỉ có thể xác nhận là xe của công tố Kang mà thôi, hoàn toàn không thể làm chứng cứ được. Bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Lúc này viện trưởng đã mở mắt ra nhưng không có phản ứng gì. Su Van mở cửa vào thấy Dong Ju nên cô bỏ ra ngoài. Hyun đến bảo anh biết vì sao em lại như vậy, nhưng Su Van chỉ nói giờ em phải về đây. Rồi cô mệt mỏi bỏ đi, Dong Ju cũng đứng nhìn theo cô từ xa. Nói đến Haeju, do Simo bị bệnh nên cô lo lắng ngồi bên cạnh chăm sóc. Đến tối Dong Chan mở cửa ra thấy cô ngồi ngủ gục bên cạnh Simo. Sáng hôm sau Simo ra ngoài nói cô Haeju đang ngủ trong phòng của con. Teddy nói để em vào gọi cô ấy ra ăn sáng rồi ngủ. Ai ngờ Teddy vào thấy Haeju đã bị ngất. Thế là Dong Chan bế cô ra xe cho Teddy chở cô đến bệnh viện. Đến phòng cấp cứu, bác sĩ bảo bệnh nhân trước đây có tiền sử bệnh máu trắng. Tuy đã ghép tủy khỏi bệnh nhưng tình trạng rất là yếu kém nên cả đời phải chú ý. Dong Chan ngồi bên cạnh Haeju mà lo lắng. Cô tỉnh lại nói tôi không có nghiêm trọng đâu, thỉnh thoảng vẫn bị thế mà. Dù sao thì người có sức khỏe yếu thì không nên quá sức vì tôi và Simo đâu. Còn Su Van luôn bên cạnh chăm sóc bố. Cô sụt sùi bảo từ khi nào bố có nhiều nếp nhăn như vậy. Vì 12 năm qua bố sống không khác gì địa ngục. Bây giờ con mới hiểu khi con mở mắt bố không thường xem mắt con, cũng không cười với con. Con nghĩ vì bố nhớ mẹ bố còn giận con, vì cô đơn nên bố mới như vậy. Cô nắm tay bố bảo từ bây giờ con không để bố cô đơn, dù có xuống địa ngục hay vào nhà giam con cũng không bỏ bố. Nhưng mà bố à, con phải từ bỏ Dong Ju, phải để cho anh ấy thoát ra khỏi địa ngục này. Anh ấy ngoài sự lương thiện, ngoài tình yêu đối với con, anh ấy không có tội gì cả. Rồi cô gục đầu ngủ bên bố lúc nào không hay. Bên này Dong Ju buồn bã ngồi uống rượu, anh cầm chiếc nhẫn lên nghĩ về Su Van. Sau đó xe khướt trở về nhà, Haeju chạy đến bên anh trai hỏi dạo này anh bị sao vậy. Rồi đưa anh trai về phòng nằm ngủ. Sáng hôm sau Dong Ju thức dậy ra ngoài hỏi em đang làm gì vậy? Em đang đan áo len như là một cách để bày tỏ tình yêu. Dong Ju hỏi vậy em đang cái này cho ai? Nhưng Haeju cười bảo bí mật. Lúc này Mi Su gặp bác sĩ Kang hỏi về 12 năm trước bố anh đã mua một chiếc xe, sau đó đã thành xe phế thải rồi. Liệu anh có nhớ gì về chiếc xe đó không? Nhưng Hyun không nói gì. Sau đó anh đến phòng tư liệu lấy hồ sơ tai nạn của 12 năm trước ra xem, còn Dong Ju nhìn những cuộn len mà trầm tư suy nghĩ. Lúc này Haeju đi ra bảo em sẽ nấu cháo bí đỏ đến thăm chị Su Van. Haeju à, em lại đây, anh có chuyện muốn nói. Trong khi đó Hyun vào phòng viện trưởng thấy Su Van đang ngủ bên cạnh bố. Anh lặng lẽ đến đắp chăn cho cô. Sau đó Haeju gặp Su Van nói em thấy rất vui khi mẹ đã cho chị sáng mắt. Cả em và anh trai đều không sao thì tại sao chị lại như vậy? Haeju à, chị xin lỗi em, chị đã nghĩ rất nhiều rồi, anh của em thì có cuộc sống riêng. Còn chị không thể bỏ mặt bố được, mọi chuyện có thể giải quyết bằng tình yêu mà. Nếu sống với nhau cả đời có vài chuyện không chỉ tình yêu là được, chị khiến cho em thật thất vọng. Ra ngoài Su Van tháo vòng cổ đeo vào cho Haeju, đây chính là của bố Haeju đó, chị đã trả lại quá chậm. Sau đó Su Van về nhà thì gặp Dong Ju đứng đợi. Em làm vậy là sao, sao em lại đưa nó cho Haeju? Nó là của em, không phải của anh, cũng không phải của Haeju. Anh đừng có như vậy nữa, anh đã nói sẽ không chia tay mà. Em xin anh hãy đi đi, vì khi nhìn thấy anh em rất là mệt mỏi, anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, rồi bỏ vào nhà. Dong Ju về phòng nhìn chiếc vòng cổ cảm thấy rất đau đớn. Còn Su Van ôm chiếc áo Dong Ju nhớ lại lúc hai người bên nhau. Riêng Hyun ngồi suy nghĩ về những gì Mi Su nói về chiếc xe của bố. Hyun nghĩ rõ ràng người đó xuất viện rồi mà. Mình đã thấy bà ta không bị thương bao nhiêu hết, thế là anh theo địa chỉ đến tìm bà Isup. Hyun nhớ lại cái ngày mẹ dắt anh đến hỏi y tá về nạn nhân đi xe đạp bị tai nạn lúc sáng. Y tá cho giám đốc biết là phòng 314. Thế là bà vào phòng hỏi thăm nạn nhân bị tai nạn lúc sáng. Hyun sợ sệt đứng bên ngoài nhìn vào. Quay lại với hiện tại, Hyun hỏi bà Insup thì được biết lúc bà đi xe đạp tự ngã chứ không phải là xe tông. Hyun lái xe ra về mà tâm trạng bất ổn. Anh nhớ lại cái ngày mình gây tai nạn cho một người xe đạp vào 12 năm trước mà lo lắng. Sau đó Hyun gặp mẹ bảo chiếc xe mà bố từng mua đó. Có người đang điều tra vụ tai nạn 12 năm trước mà con đã gây ra. Nghe nói tai nạn đó đã có người chết, mẹ à, người lái xe hôm đó chính là con. Hyun à, không có chuyện đó đâu, con đã tận mắt thấy người đó khỏe mạnh mà. Bên này Dong Ju nghe tiếng động nên chạy vào phòng. Anh thấy bình hoa bị vỡ nên lo lắng chạy tới. Su Van nhặt mảnh vỡ làm chảy cả máu tay. Dong Ju bảo tay em bị chảy máu rồi, em đã nói anh hãy đi đi đừng để em nhìn thấy mà. Em muốn quay về với trước kia từ lúc chưa biết anh. Lúc đó không đau khổ như gì, anh đã hiểu rồi Su Van à, em đừng giày vò mình nữa, rồi lặng lẽ bỏ đi. Hôm sau Dong Ju đến phòng thu gom mọi thứ, đội trưởng vào nói cậu phải tổ chức tiệc chia tay nữa đó. Anh ôm thùng đồ nhớ lại những kỷ niệm đẹp cùng Su Van ở đây, khi về phòng Dong Ju xem lại những kỷ niệm. Rồi anh đến gặp Mi Su nhờ cô đem đến cho Su Van dùng. Tôi phải rời xa cô ấy, chuyện của mẹ anh tôi sẽ phải điều tra vì tôi hứng thú với vụ án này. Cô gửi lời xin lỗi tới cảnh sát Kim dùng tôi, còn Su Van tôi nhờ vào cô.
Misu buồn bã đến gặp cảnh sát Kim. Cô hỏi nam nữ yêu nhau là phải khổ thế này sao? Người ta nói tình yêu là sự ngược tâm. Thấy Misu cứ than ngắn thở dài nên cảnh sát Kim bảo thôi mau đi đi. Thế là cô đem đến đưa Suvan rồi ra về. Suvan buồn bã nhìn những lá thư mà Dong Ju từng viết, rồi lấy máy ghi âm ra nghe giọng Dong Ju nói. Cô đau lòng khóc không thành tiếng. Dong Ju cầm vé máy bay buồn bã, rồi đến gặp viện trưởng nói lời tạm biệt. Anh hỏi sao viện trưởng lại làm vậy? Người là bác sĩ giỏi mà chính người đã cho con giấc mơ làm bác sĩ giống như người, nhưng sao sang Mỹ tìm con yêu thương con làm gì? Để con không thể oán hận được người. Rồi Dong Ju đứng lên rời khỏi phòng mà không biết viện trưởng đang rất muốn nắm tay anh. Sau đó ông tự đưa tay lấy ống thở ra chồng tới. Dong Ju nghe tiếng động mạnh nên chạy vào thì thấy viện trưởng ngã dưới sàn. Anh chạy tới đỡ ông thì viện trưởng đưa tay nhờ anh mở tủ. Dong Ju mở ra lấy máy ghi âm. Ông yếu ớt đưa tay đẩy máy ghi âm cho vào túi Dong Ju. Ông cố hết sức nói Suvan nhờ cả vào con rồi ra đi mãi mãi. Dong Ju vội chạy tới gọi khẩn cấp. Anh cố hết sức ấn cho tim ông đập trở lại nhưng không được. Lúc này Hyun cũng chạy vào trợ giúp. Dong Ju dùng máy kích nhiệt nhưng không có kết quả. Dong Ju điên cuồng cố hết sức ấn tiếp tục mặc cho Hyun cố ngăn cản. Bỗng Suvan vào gọi bố. Cô khuỵu xuống trước mặt ông nhẹ nhàng gọi bố dậy đi mà. Hyun vào phòng mẹ nói ông ấy đã qua đời, chính là mẹ và con đã hại thêm một người nữa rồi bỏ đi. Giám đốc Lee chỉ biết ngồi khóc cho bạn của mình. Ngày lễ tang cũng diễn ra, hai anh em Dong Ju đến thắp hương cho ông. Mọi người bên đội cứu hộ cũng đến chia buồn cùng Suvan. Cô thẩn thờ nhớ lại cái ngày đầu tiên mặc quân phục. Mặc dù bố không muốn cho cô làm công việc này vì rất nguy hiểm nhưng vì con gái muốn ông cũng chiều theo. Còn Hyun đi viếng viện trưởng về, anh ngồi thẩn thờ trong phòng tự nhủ mình không phải là người lương thiện. Còn giám đốc Lee đứng nhìn hình viện trưởng nghĩ cuối cùng ông cũng thất bại nhưng tôi thì không. Tôi sẽ bảo vệ tới cùng rồi tôi sẽ chiến thắng. Sau đó bà về nhà gặp con trai. Mẹ à, có phải là viện trưởng cho đến cuối đời vẫn luôn nghĩ chính mình đã hại mẹ Dong Ju, nhưng có vẻ như chuyện không phải như vậy. Mẹ có biết là con mệt mỏi lắm không? Bởi vì con như vậy nên mẹ phải đứng ra giải quyết. Nếu như mẹ nói bà ấy không còn sống thì hôm nay con có thể trở thành bác sĩ sao? Con sẽ đau khổ dần vặt mà trở thành người thừa thải ngay lập tức. Con xin mẹ hãy tỉnh lại đi. Mẹ hãy nhìn những gì chúng ta đã làm đi. Bác Dong Ju, Suvan và cả bác trai nữa, tất cả đều vì con mà đau khổ. Sao lại vì con chứ? Bà ấy vẫn còn sống, chính viện trưởng đã giết bà ấy. Không phải con sẽ nói ra hết sự thật cho Dong Ju và Suvan biết, sau đó con sẽ đi tự thú. Nếu con dám đi mẹ sẽ chết trước mặt con. Ở đây Suvan ngồi cùng Misu, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Misu ra ngoài thì thấy Dong Ju đang ngồi một mình buồn bã. Bên trong Suvan cầm hình bố bảo giờ bố đã gặp mẹ rồi phải không? Sau đó Dong Ju về nhà mở máy ghi âm ra nghe những gì Suvan ghi âm lại. Dong Ju à, anh có ghét em không? Khi anh đi nếu nhớ anh thì em phải làm sao đây? Dong Ju nghĩ đây là điều viện trưởng muốn nói sao? Hôm sau Suvan đứng trước mộ bố nhớ lại những lúc hai bố con hạnh phúc bên nhau mà đau đớn khuỵu xuống. Dong Ju đứng từ xa nhìn thấy nên vội chạy tới, anh đưa cô vào bệnh viện kiểm tra. Khi cô tỉnh lại hỏi sao ở đây lại tối như vậy, Dong Ju và Hyun cảm thấy lo lắng vô cùng, thế là cô được đưa vào kiểm tra mắt. Bác sĩ cho biết hiện tượng Suvan là rối loạn chuyển đổi, do cô ấy bị tổn thương về mặt tinh thần nên bản thân từ chối nhìn thấy mọi sự vật. Cậu là bác sĩ chắc cũng biết bệnh nhân rối loạn tâm lý không thể biết được thời gian ngắn hay dài để phục hồi. Lúc này Misu lo lắng chạy vào gặp Suvan. Cậu đang đùa phải không Suvan, cậu hãy tỉnh táo lại đi. Thế là Dong Ju đưa Misu ra ngoài nói về bệnh tình của Suvan. Lúc này giám đốc Lee đứng trước cửa phòng bệnh Suvan. Hyun đi tới thấy bảo mẹ không đến đây được đâu, hai mẹ con về phòng nói chuyện. Viện trưởng vì sai lầm của ông ấy mà nghiệp duyên mới như vậy rồi bỏ đi. Hyun nhớ lại lúc mẹ khai chính mình là người đã ra tay với mẹ Dong Ju. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Vì bà ấy sắp tỉnh lại, bà ấy nhớ số xe của con, nên mẹ đã tiêm thuốc độc vào người của bà ấy. Mẹ biết được chân tướng sự việc, mẹ thấy viện trưởng luôn luôn tự trách bản thân như vậy mà mẹ vẫn để vậy sao? Hai người là bạn tốt cơ mà sao mẹ lại đối xử với ông ấy như thế, chi bằng mẹ để con vào tù, nhưng mẹ chỉ có mình con thôi mà. Hyun đau khổ chỉ biết uống rượu một mình. Hôm sau Haeju vào phòng thấy Dong Ju thu dọn đồ. Cô hỏi anh định đi đâu vậy? Do Suvan không được khỏe nên giờ anh sẽ ở cùng cô ấy, Haeju ở nhà một mình được không? Sau đó Dong Ju đưa Suvan về nhà. Cô mò mẫm đến tủ lấy ra cây gậy, từ bây giờ em sẽ cần đến nó, nhưng bây giờ em hoàn toàn không cần đến nó nữa. Dong Ju à, anh đi về đi, anh làm em không thoải mái. Anh sẽ không đi đâu, nếu như em ghét anh như vậy thì hãy nhìn vào mắt anh đi. Dù cãi vã đánh nhau như thế nào anh cũng sẽ tiếp nhận mọi thứ, nhưng xin em hãy mở mắt nhìn anh. Suvan không nói gì đi đến giường ngồi, từ đây Misu cũng sẽ không ở đây nữa nên anh sẽ ở đây. Nói đến Hezuko đi dã ngoại cùng Dong Chan, Teddy và Simo. Cô tặng cho Dong Chan món quà bảo đây là vì tôi thích mới tặng. Dong Chan chỉ biết kêu trời, nghĩ dạo này người trẻ mạnh dạng ghê. Sao lại thích người đàn ông như tôi chứ? Teddy đứng nhìn mà lòng buồn rười rượi. Dong Chan về phòng nhìn hộp quà Hezu tặng mà cười. Hôm sau Dong Ju đến gặp luật sư bên hiệp hội cứu trợ, ông ta đưa di chúc mà viện trưởng viết trước khi ông ấy qua đời. Di chúc viết toàn bộ tài sản sẽ được quy tặng cho chúng tôi làm từ thiện, còn căn nhà và một số bất động sản sẽ để lại cho hai người là Suvan và Dong Ju thừa kế.
Bệnh viện Sejong và một phần quyền kinh doanh của viện trưởng sẽ do anh bắt Dong-ju đảm nhận công việc này và còn đưa lá thư mà viện trưởng viết để lại cho Dong-ju. Ra ngoài, anh mở ra xem trong thư, ông mong Dong-ju hãy yêu thương con gái tội nghiệp của bố, mong rằng trái tim con sẽ không thay đổi. Dong-ju đem rượu đến mộ bố ngồi, anh bảo nếu bố muốn xin lỗi con thì hãy chỉ cho con biết Su-van phải làm thế nào và con phải làm gì. Hôm sau, Mi-su đến giúp cảnh sát Kim thu dọn đồ xuất viện, ông nói bây giờ sẽ đến sở cảnh sát, sau đó ông đến gặp giám đốc Jun bảo đã lâu rồi không gặp. Tôi đến đây để cho anh xem một thứ rất thú vị, tôi ngẫu nhiên chụp một bức ảnh và đặt tên nó là cuộc gặp gỡ bí mật. Rồi đưa cho giám đốc xem, đó là vợ công tố Kang, chị dâu của tôi, nhưng tôi còn có nhiều thứ thú vị khác nữa, anh muốn hỏi gì hãy gọi cho tôi. Khi cảnh sát Kim đi rồi, ông tức giận ném mọi thứ trong phòng, còn Dong-ju mỗi ngày bên cạnh Su-van tìm cách an ủi cô. Nhưng Su-van vẫn không nói lời nào. Ở đây Mi-su bàn về vụ án với cảnh sát Kim, ông bảo tôi đã đào một cái hố lớn. Vì mồi của tôi rất tuyệt nên chắc chắn sẽ cắn câu, nên cô nhớ nghe điện thoại tôi gọi đó rồi rời đi. Mi-su ngồi nghe lại ghi âm cuộc gọi 119 lúc tai nạn xảy ra, cô nghe giọng nói mà sững sờ nghĩ không lẽ là bác sĩ Kang. Tại bệnh viện Su-van đến khám bệnh, bác sĩ hỏi gần đây cô nghĩ về vấn đề gì vậy, tại sao tôi được sinh ra, tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi, cô đừng quá ép bản thân của mình và đừng hỏi tại sao. Những gì không thể lý giải được thì hãy buông bỏ chúng đi, những chuyện đó không phải là lỗi của cô mà xảy ra đâu. Ra ngoài, Su-van nói với Dong-ju em muốn tới một nơi, thế là Dong-ju đưa cô đến điểm dắt chó đi dạo, sau đó Dong-ju chở cô về. Bỗng anh dừng xe lại bảo việc quan trọng bây giờ của em là trị bệnh chứ không phải dắt chó đi dạo. Su-van tức giận mở cửa xe ra ngoài tự đi. Dong-ju chạy theo hỏi em bị làm sao vậy, em muốn rời xa anh vì những người bên cạnh em đều bất hạnh, em sẽ không để ai ở bên cạnh mình nữa. Dong-ju nắm tay Su-van kéo về lại xe, anh đưa cô quay lại căn nhà cũ, đây là nơi đầu tiên gặp em. Em đã đứng trên kia thì thầm về những ngôi sao thật đáng yêu, khi vòng tay em ôm vào anh quá ra tim có thể đập nhanh như vậy. Lần đầu tiên anh biết điều đó, và hôm đó em đến nhà anh lần đầu tiên, mẹ anh và Hae-ju vui đến như thế nào từ khi gặp được em. Mỗi ngày họ đều nói những điều liên quan đến em, từ khi anh gặp em đến giờ em là điều may mắn, là sự chúc phúc cho anh. Em là niềm vui đối với gia đình anh, chính vì như vậy nên em mới không thể chịu được. Em chỉ là sự xui xẻo và bất hạnh chúng ta không nên gặp nhau. Quay lại với Hae-ju, Jong-chan đem quà trả lại cho cô. Tôi rất cảm ơn vì cô thích tôi. Nhưng tôi sẽ xem như không có chuyện này vì cô không phù hợp với tôi. Tại sao lại không phù hợp, tôi rất thích chú mà. Tôi còn hơn tuổi của anh trai cô luôn. Chú chưa hiểu tôi mà, nếu như thời gian trôi qua chú sẽ thích tôi thôi. Tôi dám khẳng định với cô điều đó sẽ không xảy ra, nên hãy dừng chuyện này lại đi. Ở đây Hee-un uống rượu cùng Dong-ju, anh hỏi Su-van sao rồi. Cô ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt, anh biết điều tôi ghét nhất là gì hay không? Nếu như không xảy ra tai nạn đó, nếu như bố tôi không làm nhiệm vụ, nếu như ông ấy không qua đời, vì vậy cái gọi là nếu như tôi cực kỳ không thích. Nếu như cái ngày hôm đó tôi không bị ướt mưa, nếu như mẹ tôi không gặp tai nạn, nếu như tôi có thể cứu sống được viện trưởng, nếu như không gặp Su-van thì tôi sẽ không nghĩ đến nó lần nào hết. Hee-un về nhà nhìn vô gương rồi tức giận đấm tay vào kính, tất cả là do mình. Hôm sau khi Jong-chan và Tae đi hết ca trực ra về thì gặp Hae-ju, cô nhờ Tae đi tránh mặt một chút. Sau đó cô bước tới hôn lên má Jong-chan, anh ngơ ngác hỏi cô đang làm gì vậy, chú hãy nhìn thẳng vào mắt tôi nói, chú không xem tôi là phụ nữ sao. Với tôi không thích phụ nữ yếu đuối, cô Hae-ju từ nhỏ đã mắc chứng bệnh yếu đuối hơn người bình thường. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ không cho cô chăm sóc Si-moon nữa đâu, rồi bỏ đi. Hae-ju chỉ biết gục đầu khóc, sau đó Tae đi đưa kem cho cô ăn còn an ủi cô. Mỗi ngày Dong-ju luôn bên cạnh quan sát Su-van làm mọi việc, ở bệnh viện giám đốc Jun đến gặp giám đốc Lee. Bà cho biết Hee-un đã biết mọi chuyện rồi, nó định đi tự thú đó, bà phải ngăn cậu ấy lại, giây phút mọi chuyện bị bại lộ tất cả chúng ta sẽ tiêu đời hết. Bỗng Hee-un mở cửa đi vào, thế là ông ta xin phép đi trước. Hee-un hỏi có chuyện gì nữa vậy mẹ? Nếu mẹ thật sự yêu con thì hãy dừng mọi việc lại đi, con xin mẹ. Hôm sau Hae-ju đến nhà nhìn Su-van nhìn cô mà rơi lệ. Cô nắm tay Su-van khóc, sao chị lại bị như vậy? Chị sẽ sớm phục hồi thôi, em đừng lo lắng. Hae-ju lấy cuộn len màu tím nói em sẽ đan áo cho chị, sau khi em hoàn thành nó chị phải khỏe lại được không? Lúc này Mi-su đến phòng xác định âm thanh. Cô gọi cho Hee-un giả vờ nói có tai nạn, khi Hee-un trả lời thì máy ghi âm thu lại, sau khi đối chiếu hai giọng nói họ xác định cùng một người. Mi-su tâm trạng rối bời tự nghĩ có thể đó không phải là bác sĩ Kang. Bên này cảnh sát Kim nhận cuộc gọi của giám đốc phòng cảnh sát hẹn gặp. Hôm sau ông đến điểm hẹn để gặp giám đốc phòng cảnh sát, ai ngờ ông ta gọi bảo cảnh sát Kim qua đường, nhưng vừa đi qua giữa đường thì có chiếc xe tải chạy tới cố tình tông vào ông. May mắn lúc này Mi-su chạy tới cản đầu xe tải cứu ông một mạng, tên lái xe hốt hoảng xuống xe bỏ chạy thì bị cảnh sát Kim nhào tới ôm lại. Mi-su cũng chạy tới trợ giúp ông bắt hắn, tôi không ngờ chiếc xe lại to như vậy, nếu tôi không đến kịp thì chú đã tiêu rồi còn gì nữa. Sau đó xe cảnh sát đến đưa hắn về đồn, lúc này tên giám đốc gọi cho giám đốc Lee bảo trong tình huống này mà công tố Kang không nghe điện thoại. Việc đến nước này tôi khuyên bà nên gọi cho công tố Kang để tìm cách đi. Bỗng cảnh sát ập vào cảnh sát Kim cho biết chúng tôi bắt anh về tội mưu soát.
về tội hủy hoại chứng cứ kể cả thi hành công vụ. Vì những tội đó chúng tôi bắt anh khẩn cấp. Lúc này giám đốc Lee cũng vội chạy về nhà Hyun. Bà thu dọn đồ đạc bảo con trai đi châu Âu ngay lập tức. Hyun ngơ ngác hỏi có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ xin con hãy nghe lời mẹ có được không? Hyun đến đặt tay lên vai mẹ, con sẽ nghe lời mẹ mà, nên mẹ hãy bình tĩnh lại đi. Đem hành lý vào xe, Hyun còn bảo mẹ đừng lo gì hết, con sẽ tự đi. Trên xe, Hyun gọi cho Misu vì có việc muốn nhờ. Khi Misu vào phòng, Hyun bảo tôi muốn tự thú với cảnh sát cha. Bên ngoài phòng, Dong-ju cũng được mời đến. Anh nhìn vào thấy Hyun mà sững sờ. 12 năm trước người tông mẹ bắt Dong-ju là tôi, nhưng khi đó tôi vì quá sợ hãi nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó cô Su Hoa nhập viện và được viện trưởng cứu sống. Mọi người đều nghĩ trong quá trình hồi phục của cô Su Hoa, do viện trưởng rút ống thở làm cô Su Hoa ra đi mãi mãi. Nhưng việc đó thật ra không phải như vậy. Cô Su Hoa không phải ra đi vì viện trưởng mà do tôi đã tiêm thuốc độc làm huyết áp của cô ấy đột nhiên giảm. Phải tiến hành cấp cứu là do thuốc độc gây nên. Thuốc độc mà tôi đã dùng dù khám nghiệm cũng không thể phát hiện ra. Tất cả là lỗi của tôi vì tôi là người đã tông xe. Vì để che giấu sự thật tôi đã ra tay với người bị hại. Misu đứng lên tra còng vào tay Hyun dắt ra ngoài. Dong-ju chạy ra hỏi chuyện này rốt cuộc là sao. Lúc này mẹ chạy tới thấy tay con trai bị còng. Bà lo lắng bảo nó nói dối đó để che giấu tai nạn con trai gây ra, chính tôi đã hại bà ấy. Hyun à, không phải là con, làm sao con lại nhận chứ. Thế là hai mẹ con đều đưa vào phòng riêng để phỏng vấn. Đồng thời người đồng lõa với bà giám đốc Jun cũng được đưa tới. Cuối cùng Hyun được thả ra. Anh gặp Misu cảm ơn vì thời gian qua đã quan tâm đến mình rồi lặng lẽ ra về. Sau đó Misu gặp Dong-ju cho anh biết kết quả điều tra là do mẹ Hyun đã làm. Người gây ra tai nạn bỏ trốn là bác sĩ Kang. Bà ấy sợ mẹ cậu tỉnh lại thì Hyun sẽ bị bắt cho nên mới tiêm thuốc độc. Và bố của Hyun đã ra lệnh cho giám đốc Jun hủy bỏ mọi chứng cứ ngăn cản việc điều tra của tiền bối Kim. Sau đó Dong-ju đến gặp giám đốc Lee hỏi sao bà có thể làm ra việc đáng sợ như vậy. Tôi luôn nghĩ chính viện trưởng đã hại mẹ tôi và chính ông ấy cũng nghĩ do chính tay mình làm. Bà nghĩ tình yêu của bà dành cho Hyun ra sao? Bà nghĩ anh ấy có hạnh phúc không? Bà phải cảm thấy có lỗi với tất cả chúng tôi rồi bỏ đi. Dong-ju về nhà bảo anh có thể tha thứ cho bố được rồi. Dù như vậy bố cũng không mong anh tha thứ đâu, làm sai chính là làm sai. Cô vào phòng khóc ngất, bố ơi con xin lỗi. Còn Dong-ju vào phòng bố thấy cái ví của ông. Anh mở ra thấy bên trong có tấm hình chụp hai bố con vào lễ tốt nghiệp mà khóc nghẹn. Hôm sau Hyun gặp Dong-ju nói lời xin lỗi. Nói thật thì tôi không nghĩ người tài xế đó lại là anh. Tuy rất khó mở lời nhưng tôi có việc muốn nhờ cậu. Bệnh viện của chúng tôi mong cậu hãy quản lý nó. Một người như tôi không có tư cách để quản lý bệnh viện. Tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian. Ra ngoài Hyun bảo Suvan ở bên cậu tôi rất an tâm. Sau đó Dong-ju lái xe chở Suvan đi. Anh dắt cô về lại ngôi nhà mà trước đây hai người đã từng đến. Suvan à, anh sẽ đọc cho em nghe thư mà bố để lại. Ông mong con gái được hạnh phúc bên Dong-ju. Còn việc xin lỗi mẹ Dong-ju hãy để cho bố làm. Rồi anh đặt lá thư lên tay Suvan. Bây giờ anh sẽ hôn em đó Suvan à. Nhưng khi anh chồm tới hôn thì Suvan vẫn trơ như tượng đá. Dong-ju tức giận hỏi em không muốn nhìn thấy anh sao? Anh đã cố hết sức rồi mà. Nhưng cô vẫn không có phản ứng nào. Trong lúc Suvan ngủ, cô nằm mộng thấy bố vui đùa cùng Suvan lúc nhỏ mà nước mắt tuôn trào. Khi cô thức dậy thì phát hiện mắt mình đã thấy lại rồi. Cô xuống lầu ngồi gục đầu khóc bên cạnh Dong-ju. Sáng hôm sau khi Dong-ju thức dậy thấy lá thư Suvan để lại, anh lo lắng chạy đi tìm cô khắp nơi mà không thấy. Nếu như quay lại cái ngày của 12 năm trước lúc mẹ vào phòng Dong-ju, thấy con trai bệnh nên bà bảo con trai hãy nghỉ ngơi, mẹ sẽ đi giao hàng thay. Khi mẹ giao cháo đến nhà Suvan về, lúc đó Hyun lái xe tới đã thắng kịp, anh ra xin lỗi bà vì lần đầu tiên cháu đi trên đường này. Còn Suvan cũng được mổ mắt và nhìn thấy lại ánh sáng, ông ôm con gái vào lòng bảo tốt rồi. Sau đó Dong-ju đến gặp Suvan khi đã sáng mắt. Suvan à, cậu có nhìn thấy mình không? Cậu đúng là xấu xí không như tôi tưởng tượng. Rồi hai người ôm nhau mừng rỡ. Sau đó cả hai cùng nhận giấy nhập học của trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, Suvan trở thành bác sĩ, còn Dong-ju nối nghiệp bố trở thành lính cứu hộ. Hyun cũng trở thành bạn tốt của hai người. Đến ngày gặp mặt hai gia đình trước khi kết hôn, mẹ Dong-ju rất vui vẻ đề nghị cho con trai qua ở rể nhà Suvan, rồi cũng đến ngày viện trưởng dắt tay con gái bước vào lễ đường. Dong-ju cũng hạnh phúc đeo nhẫn cưới cho Suvan, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước mọi người khi hai đứa chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. Mẹ Su Hoa nắm tay Suvan dặn dò yêu thương, vào giờ nghỉ ngơi hai bố con hay thường ngồi câu cá, gia đình ba người thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mà Dong-ju à, nếu vụ tai nạn đó không xảy ra, thì tất cả những khoảnh khắc mà chúng ta đã trải qua sẽ không trở thành đau khổ và khó xử. Dong-ju à, giờ em phải đi tìm lại chính bản thân em, thứ mà em đã đánh mất trong suốt chặng đường đã qua, đừng lo cho em nữa anh à. Đọc xong thư Suvan để lại, anh chỉ biết gục đầu buồn bã. Một năm sau, Dong-ju đã trở lại bệnh viện Sejong làm việc, cô diễn viên tên Han Ju-ji đến tìm gặp Dong-ju. Thế là y tá vào báo cho anh biết, Dong-ju ra hỏi cô có chuyện gì lại muốn gặp tôi bị đau chỗ này này. Khi tôi nghĩ về người đặc biệt, tim tôi đập loạn nhịp lên hết, còn bị thở dốc nữa. Dong-ju bảo cô không có tình trạng khẩn cấp mà đưa vào phòng cấp cứu thì rất khó xử.
Anh hãy nhận trách nhiệm đi, tôi nghĩ là anh đã làm gì sai trong ca phẫu thuật. Trái tim của tôi như vỡ ra sau ca phẫu thuật đó. Vậy cô cứ đi mà kiện tôi rồi bỏ đi ra. Bác sĩ Kim bảo cô nên bỏ cuộc đi. Tại sao một người như cô luôn nhận được những lời hẹn hò của những người giàu có mà cứ mỗi một tháng lại đến làm phiền ảnh? Juji bực bội bảo tôi sẽ quay lại vào lần tới. Dong Ju ngồi ở phòng mở hộp nhẫn ra xem. Anh buồn bã hỏi Suvan giờ em đang ở đâu vậy? Nói đến He Ju đang ở nhà chơi với Simo. Trong phòng Dong Chan bảo Te đi hôm nay phải tỏ tình đó. Thế là anh ra rủ Simo ra ngoài chơi cho Te đi tỏ tình. Còn Dong Ju đến bảo tàng thiên văn mong được nhìn thấy Suvan. Sau đó anh gọi cho Misu đến uống rượu. Misu rất giỏi trong việc bắt tội phạm, tại sao cô không tìm ra Suvan vậy? Chúng ta không có dấu vết gì về cô ấy hết. Cũng một năm rồi tôi luôn bận rộn với công việc ở bệnh viện. Nhưng khi về nhà tôi chỉ có một mình, tôi nghĩ cô ấy sẽ sống tốt thôi mà. Lúc này Hyun đã trở về nước sau thời gian rời xa. Anh đến nhà tù thăm mẹ, bà bảo mẹ xin lỗi con, nếu mẹ là người biết yêu thương bản thân mình mẹ sẽ không sống với bố con theo cách như vậy. Những vết thương mẹ nhận từ bố con mẹ sẽ không để nó xảy ra với con, mẹ là người quan trọng nhất của con trên thế giới này. Trong khi đó Misu lái xe thì bị cảnh sát Kim ra hiệu dừng lại. Ông đưa tờ quảng cáo bảo có thời gian thì đến chỗ này ăn cơm. Lúc này Hyun đến tham gia tình nguyện, anh mở ra xem tranh các tình nguyện viên thì thấy Suvan. Hyun vội chạy đến bệnh viện gặp Dong Ju. Tôi hy vọng lần này anh sẽ nghe tôi nói. Còn ở đây Suvan đạp xe chạy tới nhà bà lão nhờ cô tìm dùng điện thoại. Cuối cùng cô cũng tìm thấy điện thoại cho bà lão. Ở nhà Bu giam vào phòng trộm thư của Suvan. Nhưng vừa chạy ra thì bị bố bắt gặp giữ lại. Ông lấy lại thư đưa cho Suvan. Ông hỏi tại sao cô viết thư mà không bao giờ gửi chúng vậy. Bỗng nghe bên ngoài tiếng động lớn nên hai người chạy ra. Ai ngờ vì thắng Bo Jam gấp mà chú Chan bo ngã. Bo Jam không quan tâm cứ vuốt ve chú chó còn đề nghị bố nhận nuôi nó. Lúc này đội bác sĩ tình nguyện của Dong Ju cũng vừa lên đảo. Trong khi đó Suvan vừa về nhà nghe chú nói vợ anh Chan sắp sinh, thế là hai người liền chạy đi. Bên này Dong Ju đang khám cho người dân trên đảo. Dong Ju thấy Bo Jam đang thể hiện động tác cấp cứu cho bệnh nhân nên anh cười đi tới hỏi từ đâu mà em biết cách làm này. Từ chị 119 đó, có một chị 119 ở tại nhà của em. Lúc này chú Chin Ho đến bảo có một cô gái trẻ đến đây ở nhà cô bé. Khi ai có việc cần giúp đều gọi cô ấy nên người dân gọi là 119. Trong khi đó Suvan đang giúp cho người phụ nữ sinh con, nhưng không may ca sinh khó. Bây giờ chúng ta phải có một bác sĩ không sẽ rất nguy hiểm. Có một nhóm bác sĩ tình nguyện mới đến đây, tôi sẽ đi nhờ họ giúp. Lúc này trời mưa tầm tã, ông chạy tới nhờ Dong Ju giúp. Khi Dong Ju chạy vào hỏi huyết áp thế nào rồi, Suvan nói tình trạng thai phụ cho anh nghe. Dong Ju quay nhìn thấy Suvan nên gọi, cô sững sờ nhìn qua thì thấy Dong Ju trước mặt. Sau khi hai người giúp thai phụ sinh con thành công, Suvan rất vui nhìn Dong Ju, anh nhìn cô rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Hôm sau anh đứng nhìn ra biển thì Suvan đến. Em thật sự khỏe hay không vậy? Em quyết định sống như vậy phải không? Đối với em anh không còn nghĩa lý gì hết phải không? Dong Ju à, em thích cuộc sống ở đây, em không có gì để nói với anh. Lúc này Bo Jam gọi hai người về ăn sáng. Sau khi ăn xong, Bo Jam rủ Suvan ra ngoài xem con chó. Dong Ju hỏi cô ấy đến đây từ khi nào vậy? Cũng gần một năm rồi. Lúc mới đến đây tình trạng cô ấy rất tệ. Khi thấy cô ấy ngất đi tôi đã đưa cô ấy về nhà. Nhưng lúc nào Suvan cũng gọi tên Dong Ju. Sau khi tỉnh dậy, ông nấu thức ăn bảo Suvan ăn. Từ đó cô ấy trở thành một y tá trong khu phố của chúng tôi. Khi đưa Dong Ju ra bến tàu, ông còn hỏi cậu thích câu cá không? Rồi rủ anh đi câu cá cùng vào cuối tuần này. Suvan về nhà nghe nói Dong Ju đã đi rồi. Cô chạy ra bến tàu nhìn theo khóc gọi tên Dong Ju. Từ đó mỗi ngày Suvan đều ra bến tàu ngồi. Bo Jam hỏi chị muốn đi tàu hả? Lên tàu rồi chị muốn đi đâu? Chị muốn đi gặp một người. Còn Dong Ju trở về uống rượu cùng Hyun. Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết chỗ Suvan. Nhưng cô ấy không muốn quay lại đây nữa. Không lẽ cậu lại định từ bỏ sao? Hôm sau Dong Ju ở bệnh viện bảo tuần này tôi sẽ vắng mặt một thời gian dài. Mọi người cố gắng làm tốt nha rồi vui vẻ bỏ đi. Về nhà Dong Ju thu dọn đồ đạc thì He Ju vào. Anh bảo anh trai em sẽ cố gắng đưa Suvan về. Dong Ju lên đảo ở nhà chung với cô. Mỗi ngày anh ra biển câu cá, Suvan cũng đứng từ xa nhìn anh. Khi có người gọi thì cô sẽ đạp xe đến nhà để kiểm tra sức khỏe. Dong Ju nhìn thấy nên đứng quan sát cô làm việc từ xa. Anh buồn bã ngồi xuống nhớ lại lời Suvan nói rất thích ở đây. Đến tối Suvan ra hỏi sao anh tới đây vậy? Anh tới câu cá vì chỗ này là chỗ anh thích nhất. Anh sẽ tới đây mỗi tuần nên em đừng có trốn. Và từ đó tuần nào Dong Ju cũng có mặt trên đảo câu cá rồi lại lên tàu rời đi. Bỗng hôm đó Dong Ju đến trễ làm Suvan rất lo lắng. Đến tối Dong Ju mới đến nơi còn hỏi chú chủ nhà có gì ăn không. Suvan mở cửa ra không nói gì ra ngoài đem thức ăn vào cho Dong Ju rồi bỏ về phòng. Sau đó hai người ngồi bên hai phòng riêng nghe lại bài hát mà Suvan rất thích. Hôm sau Suvan ra bảo anh muốn bắt kịp chuyến tàu thì đi nhanh lên đi. Suvan à, em không muốn quay lại thật à? Nếu anh ở đây thì sẽ biết thôi. Ngày ngày nghe âm thanh của biển rất yên bình rồi cô bỏ đi. Dong Ju cũng lủi thủi một mình ra bến tàu. Bo Jam chạy tới nắm tay Dong Ju cười. Sao trong chú buồn như vậy, chú tên là gì để cháu viết thư cho chú? Tên chú là Bắt Dong Ju. Cháu có biết người tên Dong Ju rồi lấy thư trong túi ra.
Dong Ju ngồi mở thư Su Van ra đọc, còn Su Van ngồi một góc trong phòng buồn bã. Lúc này chú vào bảo chú chưa bao giờ nói với cháu tại sao mẹ Bo Jam qua đời phải không? Bà ấy ra đi khi Bo Jam vẫn còn trong bụng mẹ, bà ấy chỉ muốn sinh Bo Jam mặc dù bệnh nặng cũng không nói cho chú biết. Khi nghĩ về khoảng thời gian mình đã phung phí, chú rất hối hận, bởi vì yêu mà chia tay đúng là vớ vẩn. Đau khổ nhất là dù nhớ thương đến thế nào cũng không còn gặp người đó nữa, vì người đó không còn trên đời nữa. Khi có trong tay hãy biết trân trọng đi cháu à, hãy mau đi nhanh khi mà còn cơ hội. Su Van vội vàng chạy đi tìm Dong Ju. Ở đây Dong Ju vẫn ngồi đọc thư Su Van viết cho anh. Bất ngờ Bo Jam nhìn thấy con chó nên chạy ra. Dong Ju thấy xe đang chạy tới nên nhào ra đẩy cô bé. Thế là anh bị xe đụng phải ngã xuống cũng vừa lúc Su Van chạy tới. Cô đi tới khuỵu xuống bên Dong Ju gục đầu gọi anh. Khi Dong Ju được băng ca đưa vào phòng phẫu thuật, Su Van đứng bên ngoài khóc ngất. Em xin lỗi anh, em sai rồi. Kết thúc ca phẫu thuật, Dong Ju vẫn còn hôn mê. He Ju đến nhìn anh trai nằm mà đau đớn khóc. Hai bố con chú cũng đến thăm Dong Ju. Khi mọi người đã ra về, Su Van ngồi bên cạnh Dong Ju. Cô khóc xin Dong Ju hãy mau tỉnh lại, em còn rất nhiều chuyện chưa nói với anh. Dong Ju à, em yêu anh nên làm ơn hãy tỉnh lại đi anh à. Rồi cô gục đầu bên cạnh Dong Ju khóc ngất. Anh tỉnh lại đặt tay lên đầu Su Van vỗ về. Cô nhìn anh vui mừng gọi Dong Ju à. Bên này Mi Su vui vẻ ăn cơm cùng cảnh sát Kim ở quán của vợ ông. Cuối cùng đến ngày Dong Ju xuất viện, anh bảo chúng mình về nhà đi, anh muốn về cùng em. Thế là hai người cùng nhau về nhà. Dong Ju nói em về nhà hãy vào chào bố trước chứ. Cô mở cửa phòng làm việc của bố nói con về nhà rồi đây. Hôm sau Su Van đã có mặt tại đội cứu hộ làm việc. Tại phòng cấp cứu, cô diễn viên Ju Ji lại đến tìm Dong Ju. Cô chất vấn anh chưa có vợ mà còn bày đặt đeo nhẫn đôi. Con người của tôi có thì mới nói. Vậy anh nói đi, vợ anh ở đâu vậy hả? Bỗng anh nhìn thấy Su Van đưa bệnh nhân vào cô ấy tới kìa. Anh dắt Su Van đến gần bảo mặc dù tôi không có gì để nói với cô, nhưng gì cô hay đến đây cản trở công việc của tôi nên tôi mới nói rõ ràng, đây chính là vợ tôi, cô ấy là Su Van. Rồi chồng tới hôn Su Van trước mặt cô diễn viên, làm cô ta khó chịu bỏ về. Su Van bỏ ra ngoài, Dong Ju chạy theo xin lỗi cô. Thời gian qua chắc anh vui lắm ở nước mình, ai lại không biết Han Ju Ji chứ. Chỉ có điều em không ngờ là cô ta lại thích anh thôi. Dong Ju cười nói vậy là em biết ghen rồi. Mà vì cái gì cô ấy hiểu lầm anh vậy? Dong Ju đưa tay đeo nhẫn lên cho Su Van xem, vậy cái còn lại của em đâu? Còn ở đây Tae đi cùng He Ju uống rượu với nhau, sau đó He Ju liểng xiểng ra về thì xui xẻo giày bị bung gót. Thế là Tae đi bảo He Ju lên anh cõng đi, trên đường Tae đi bảo người mà anh thích là em đó He Ju à, ai ngờ cô ngủ lúc nào không hay. Hôm sau Dong Ju cùng Su Van đến viếng mẹ, cô bảo mẹ hãy giao con trai mẹ cho con đi, con sẽ làm cho con trai mẹ được hạnh phúc. Ra về hai người dắt nhau đến bảo tàng thiên văn ngắm sao, Dong Ju lấy ra chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Su Van, hai người cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Su Van nói Dong Ju à em yêu anh. Anh cũng yêu em Su Van, hai người trao nhau nụ hôn ngọt giữa muôn ngàn vì sao sáng. Bộ phim đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video sắp tới của chúng mình nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.